giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng, nhược mình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông giảng giải bài học ngày hôm những câu hỏi ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh mến chào Nguyên Trang và kính chào anh chị Phan Quang Liêm và kính chào tất cả các anh chị em đạo hữu và đạo tràng. Và Nguyên Trang chuẩn bị tinh thần nha. Nhật Quỳnh thỉnh pháp sư thông là Nguyên Trang làm thị giả cho Ngài Nguyên Trang nha. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chalo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan chali an thi wa rang a ya cha tha sa an ti tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê riêng vi na yan cha ka yang suat tan cha bang thang a phi tham ma chậm mang a cô ta dành tơ ta tư sát cha đặng đăng bập bơ ta nảy dê và đi xa và mạch chê phạm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi việc làm mở đạo dạy đời a nhâm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhôm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân hộ cập đã mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay và có thể có những câu chách chát để ngài Liễu Tông giảng giải ngày hôm nay. Dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cực sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú đành thai, chúng con nghe âm thanh ngài rất là tốt. Dạ, quý vị trong đạo tràng có nghe âm thanh ngài Liễu Tông tốt không? Cho xin một tín hiệu đi quý vị. Dạ, sa thú, dạ con thấy trong đạo tràng cũng nghe âm thanh ngài rất là tốt. Dạ, cảm ơn quý vị ạ. Dạ, kính chào Quỳnh Thánh Pháp, Thính Pháp. Kính chào để Nhật Quỳnh kiếm quý Quỳnh nhân Nguyên Trang. Kiếm quý Quỳnh mở hàng cho đắt cho Nguyên Trang. À, kính chào Quỳnh Giang Nhất Hà nữa nè. Quỳnh Thính Pháp. Dạ, kính chào tất cả đạo tràng. Dạ, kính mời bàn tay quý huynh trước nha. Dạ, ở trong này là hiếm đó. Dạ, quý huynh là hiếm nên là Nhật Quỳnh mời hậu huynh Quỳnh Giang Nhất Hà đi. Quỳnh Giang Nhất Hà có thể đưa bàn tay của mình qua.
Dạ, sa thú, dạ cảm ơn Đại Như Quỳnh coi. À, cảm ơn tu học Phật Pháp đã cho câu câu hỏi mở hàng. Như Quỳnh đọc xong rồi, sau đó thì Như Quỳnh mời Nguyên Trang nha. Chắc là tu học Phật Pháp sẽ có câu mở hàng, sẽ đắt hàng lắm đây. Kính thưa sư, có đoạn kinh dạy như vậy. Này các tỳ khưu, để thấu đáo Aphinnyaya về tham ái, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba? Không tánh định, vô tướng định, vô nguyện định. Theo đoạn kinh này thì có phải định trên tam tướng chính là ba loại định cần thiết bắt buộc phải có để dẫn tới chứng đắc đạo quả? Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính nhân Bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn ngài giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra ba loại này đó là nó tùy theo cái tiền nghiệp của cái vị đó ha. Thật sự định là nó chỉ có một thôi, tức là giới định tuệ đó. Thì tùy theo cái vị đó đó, trong tiền nghiệp tu tập như thế nào, thì cái định của vị đó có tên là không tánh định. Tu như thế nào đó, trong tiền nghiệp tu như thế nào đó, thì cái này, cái tiền nghiệp định bây giờ lại vô tướng định hoặc vô nguyện định. Nó tượng trưng cho ba loại niết bàn. Niết bàn của không tánh định có tên riêng, niết bàn của vô tướng định có tên riêng, mà niết bàn của vô nguyện định là có tên riêng. Nhưng mà khi ngài nói một cách tóm tắt như vậy, chứ không phải là ba loại định. Thật sự chỉ một loại cho mỗi một cá nhân mà thôi. Nhưng mà cái tên nó tùy theo cái tiền nghiệp của gì đó như thế nào. Không? Thành ra có gì đó thấy vô ngã nó khác, có gì thấy vô thường nó khác, và có cái thì thấy khổ là nó khác về chỗ đó. Nghĩa là cái định để định nghĩa cái loại khổ thấy và cái loại niết bàn vì đã chứng đắc. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ kính sư, con thấy huynh tu học có thêm một câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi. Kính thưa sư, hiện nay có một số trường phái thiền ở Miến Điện chủ trương cho rằng phải tu tập thiền chỉ tối thiểu đến cận định thì mới có thể tu thiền quán thành tựu được. Như trong chánh kinh rất nhiều vị thánh không cần qua tu tập thiền chỉ. Vậy chỗ này cần hiểu sao cho đúng, xin sư hoan hỷ chỉ dạy. Dạ kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn ngài giả, kính thưa quý chư quý vị. Quan trang mở cái âm thanh hơi lớn lớn cho bà cha sẽ nghe cho rõ, tại vì trong phòng sẽ ồn. Này nóng quá anh ta mở quạt nó ồn một chút. Thật sự ra đó, tại vì có những cái trường thiền ở Miến Điện và ở Thái đó, là khi mà tu tập là họ cho những cái đề mục mà nó nghiêng về thiền chỉ, thành ra họ bắt buộc họ nói vậy, chứ thật sự không có đúng. Bởi vì mỗi một cá nhân mà vô đó không ai biết được cá nhân đó như thế nào ngoài trừ Đức Phật mà thôi. Thành ra có những cái trường thiền thì người ta bắt những cái đề mục rõ ràng để là tu chỉ trước, nhưng mà cái trường hợp đó là thật sự ra nó không có gì chính xác hết. Nghĩa là khi mình mới tập vô, mình tập đa số là mình tập niệm, chứ không có phải là mình tập tu thiền, mình nhớ chuyện đó, mình tập niệm mà thôi. Đa số cái đề mục của niệm là chế định pháp. Ngay cả cái thời gian đầu của tất cả chư tăng khi vô trong cái giáo pháp này, Đức Phật dạy cái gì? Kê xả lô ma nát khả thanh ta tà chô. Thấy không? Thì khi ông thiền sư ông dựa vào cái điều mà cái vị mà tân tỳ kheo đó tu đó,
Khi mà trình pháp rồi đó, họ mới biết cái đó là cái gì, thì theo cái niêm ích của từ cái đối tượng đó, nó phát sanh thì mới quyết định là đi theo ngã nào. Chứ còn mới vô đó, nếu thiền sư, nhất là thiền sư thời bây giờ không biết cái gì này, thì nghiệp họ tu cái gì, họ giờ họ đang ở đâu, giống như Đức Phật. Thành ra Đức Phật khi Ngài cho là đúng, chứ không có đường nào khỏi, có cần phải điều chỉnh, khỏi phải có tu thiền vậy đó. Ngài cho cái đề mục xong, Ngài biểu khu nhà quan ngôi rừng vắng ra đó là tự hành đi, ra là tới nơi, chứ không có đổi giống như là cứ giống như chúng ta bây giờ là vô, là phải vô trình. Ngay những trường thiền nào mà có thiền sư có chút kinh nghiệm đó, thì cái cách họ khác, những người là thiền sư nào ít kinh nghiệm thì cái cách họ khác. Chúng tôi gặp một vài vị thiền sư thì họ không có cho đề đối tượng là đề mục gì cả, mà họ biểu chúng tôi trình bày một số cái điều kiện mà trong mấy trường thiền mà chúng tôi đi qua ở Thái hay là ở Miến Điện gì đó, thì họ có nói một câu thôi, tiếp tục đi ngày mai trình pháp, chứ họ không có nói là phải tu thiền chỉ trước nhau hay là phải tu thiền quan sát gì, không có cái đó. Bởi vì không ai có nắm chắc mình từ đâu xuống. Còn thí dụ như một cái vị đó, thí dụ cái vị hỏi đi ở trên cõi Phạm Thiên hết phước rớt xuống cái bịch, bây giờ ai mà có biểu tu thiền thiền quán cũng không tu được đó. Bởi vì cái tiền thì nghiệp của mình đó, cái cận nghiệp của mình đó, cái định nó tới tới làm Phạm Thiên rồi thì xuống thì nó biểu biểu không 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 được tu định nhau, phải tu thiền vừa với Vipassana, cái đó là bỏ trường thiền trốn liền chứ không có tu được. Thành ra khi có những cái trường chủ trương vô này nọ, cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng là làm sao mà cái vị đại sư biểu mình niệm bất cứ cái gì mà nó phù hợp với cá tánh của mình. Chính mình nên quan sát mình trước, trong thời gian khi mình trình pháp đó, mình thì mình sẽ biết cái điều gì mà cần phải làm, cái đó là định hay là cái gì đó, chứ không phải là lúc nào là cũng phải để ấy trước. Thì một số trường thiền giống như cái vị hỏi hỏi xong tôi biết, giống như là trường thiền Ngài Bà Ốc á, nghe ông nào ra khỏi trường thiền không biết có đắc gì không, cũng đều nói là đắc định này định nọ, thì cái chuyện đó chúng tôi không có miễn bàn ha. Nhưng mà đó là trường thiền họ bắt buộc phải phải làm ở đó trước đó. Còn giống như trường thiền Ngài Ma Si cũng vậy ha. Nghĩa là Ngài kêu mình niệm cái vụ phòng xẹp đó, nhưng mà khi chúng ta hỏi đó, thật sự cái phòng xẹp đó mình hỏi là thiền loại gì thì đa số nói là thiền chỉ, nhưng mà khi chúng ta hỏi tu phòng xẹp để thấy cái gì, dùng cái gì để thấy cái gì, để tìm cái gì, thì Ngài Thiền Sư nói chúng tôi đó, tu cái này đó để thấy nghiệp tài trá qua vô tha tụ, tức là thấy sắc phát sanh từ tâm, chỉ nói vậy thôi. Thì biết khi thấy 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 sắc phát sanh từ tâm, cái đó là thiền quán, chứ làm sao thiền chỉ được, phải không? Mình nếu mình tu để mình thấy cái đó thì phải là thiền quán, không phải thiền chỉ được đó. Thành nó tùy theo những cái trường hợp họ nói, giờ nói khi nào mình hạ thủ công phu rồi mình mới biết là mình đang tu cái gì mà thôi, chứ còn chưa hạ thủ công phu thì không biết được đâu. Nam mô Bích Thà giá. Sa thú, dạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, con kính tri ân sư. Dạ con cũng rất tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của đạo hữu tu học ạ. Dạ, sau đây Nguyên Trang thấy bàn tay của Xích Hà, Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Lưu Tông, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, hồi nãy vị tu học Phật Pháp đó, thưa Ngài, có hỏi cái câu là không tánh vô định tướng vô nguyện định. Ba cái đó là tam tướng đó, thưa Ngài, thì Ngài có dạy là căn cơ tùy theo mỗi vị chứng đắc về chứng đắc đạo quả ở cái ngã tướng nào, nhưng mà con có thắc mắc là khi khi mà họ chứng đắc về thí dụ như về vô 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 tướng thưa ngài, thì xong khi mà đắc đạo quả đó họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hay là biết rõ ràng hay là chứng được hai cái tướng khác chứ không hẳn là chỉ là một tướng không ngài, con có cái thắc mắc đó đó. Và con xin trao mic lại cho ngài giảng dạy.
Nam mô Bát Thà Gia Kinh Bạch Chư Tổng. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó ba cái đó nó nằm một chỗ, nhưng mà khả năng của chúng sanh chỉ thấy được một mà thôi. Theo chú giải, thấy được một kể là thấy là ba, tại nó nằm một chỗ. Và thí dụ như cái y đó, nó có ba cái chấm, ba cái lỗ đó, thì mình nhìn cái lỗ trên tâm mình nhìn làm sao thấy cả ba được. Nó nhớ chuyện đó, nó chỉ thấy một thôi, nhưng mà thấy một giống kể như là thấy là cả ba, tức là cái tham tam tam pháp ấn á, vô thường khổ não vô ngã. Nhưng mà thật sự mà cái người mà chính thức thì thấy đó, cái lỗ mà bắt đầu thấy đó, cái lỗ mà cái tuệ bắt đầu thấy đó, tuệ thứ tư á, thì chắc chắn phải thấy một thôi, chứ không thể nói thấy tất cả tập cả ba được. Nên tại sao thấy một? Bởi vì tùy theo cái bản chất, nghĩa là cái cá tánh của người đó, hay là cái kinh nghiệm trong pháp hành người đó, họ như thế nào. Thành ra khi chỉ thấy, thật sự thấy một thôi. Nhưng mà tại vì ba cái đó nằm ở chỗ thì chú giải nó giải thích là thấy một kể như là thấy là ba, nhưng mà làm sao thấy ba được, cái lộ trình tâm vị nào mà phát sanh mà thấy được ba ba cái người ấy là sẽ được, phải không? Mình đừng có nghĩ, theo cái lối tưởng không người lái không có nên, thấy không? Nó, mình chỉ cần ta thấy một cái thôi, thấy thì theo cái cá tánh của mình tu tập. Ví dụ mình thấy danh sắc đó, danh sắc sanh diệt vậy đó, có người thấy sanh diệt là khổ, có người thấy sanh diệt là vô thường, có người thấy sanh diệt không kiểm soát được là vô ngã đó. Nhưng mà nó chỉ là trạng thái của danh sắc, tức là sanh diệt mà thôi. Nhưng mà khi thấy thì không giống nhau, tại sao có người thấy khổ, người thấy vô thường, người thấy vô ngã, thấy không? Dù rằng ba cái nó cũng ở chỗ đó, đâu có gì nào thấy là ba cái một lượt đâu. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bích Tha Gia. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy Xích Hà. Dạ, sa thú ký, kính tri ân ngài. Dạ, cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học. Kính thưa sư, các vị giáo thọ thường dạy, một vị thánh muốn nhập được thiền quả phá lá sám ma bát tí thì vị đó phải từng có chứng đắc thiền định, nhưng có quan điểm cho rằng đã là bậc thánh thì luôn có thể nhập được thiền quả cho dù vị thánh đó chưa từng có chứng đắc thiền định, bởi vì tâm thánh quả là do hành vipassana, tâm thiền định là do hành samatha. Hai tâm này khác nhau, hoàn toàn không liên hệ gì với nhau. Vậy chỗ này phải hiểu thế nào thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, quý vipassana nó có ba loại, khi hành thiền minh sát nó có ba loại khác nhau. Thứ nhất là sẵn khả ra bà đích khả hạ nhà ná quý vipassana, tức là hành quán minh sát. Cái thứ hai là phá lá sama bạch tị quý vipassana, tức là thiền quả minh sát. Và cái thứ ba là nirodha sama bạch tị quý vipassana, tức là thiền diệt minh sát. Thành ra cái người mà khi mà đắc quả đó, muốn nhập được thiền đó, thì cái người đó phải hành thiền quán minh sát. Còn nếu mà bậc Anaham hoặc là cái bậc A-la-hán đó, muốn nhập nhập thiền diệt đó, nhập Nirodha Samabhat đó, thì phải hành, lúc mà hành Vipassana đó, phải hành một cái pháp gọi là Dú Khá Nanh Thá Quý Vipassana. Dú khá nành thá quý và sanh đó gọi là song hành minh sát, tức là chưa tập thiền, thiền chỉ đắc thiền, nghĩa là trộn lẫn với thiền minh sát. Ví dụ thành thiền minh sát tới cái độ nào đó rồi hành thiền chỉ tới độ nào đó thì gọi là song hành minh sát. Dú khá nành thá quý và sanh thì cái vị tam quả đó hoặc tứ sanh quả đó mới nhập thiền diệt được. Chứ còn nếu mà hành cái loại sẵn khả đó và cái hành đó,
Nhà ná quý vị sanh đó thì là hành quán minh sát đó, tức là thông thường thôi, là không thể nhập thiền quả mà cũng không thể nhập được thiền duyên. Thì nó muốn nhập thiền quả là phải hành cái quý vị sanh gọi là phá lá sa mạp thị quý vị sanh, tức là cái định người đó rất là mạnh. Dẫu là người ta không có đắc thiền nhưng cái định rất là mạnh, thành nó mới mới có khả năng nhập được thiền quả, dẫu là không đắc thiền. Thành ra quý vị nhớ ba chuyện đó như vậy, chứ không phải cái không phải cái nào nó cũng giống nhau, nó khác nhau rất là tùy theo cái ba la mật của người đó, chứ không phải là muốn làm gì làm ăn. Mình muốn làm mình nói mình ấy, trong thiền minh sáng nó có thể nó chia rất nhiều loại, nếu mà quý vị muốn học để cho biết tại sao nó vậy, tại sao vậy đó, nó có nhiều loại trong cái không không biết cái không biết cái sách đó Việt Nam có hay không chúng tôi không biết, nhưng mà ở bên Thái Miến Điện nó có. Ở đây chúng tôi học thì mới 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 lúc mà ấy phải chia sẻ cái này ra đó. Nghĩa là hành quán minh sát thì nó cũng có hai loại, nghĩa là bình thường đó mình hành thiền một thiền minh sát, thường thường gọi là hành quán minh sát, nó cũng có hai loại. Loại thứ nhất cái người mà trí tuệ mạnh nó gọi là loại quán minh sát, cái thứ hai người đó nếu mà trí tuệ yếu một chút chậm một chút thì gọi là trì quán minh sát đó. Thành ra nó có nhiều cái chuyện rồi phải chia ra rồi mới biết cái loại nào nhập thiền quả được, cái loại nào nhập không được, loại nào nhập thiền diệt được, loại nào nhập cái gì, nó rất nhiều chuyện nhé, nhiều ghê, không phải chân vậy dễ dàng như mình đó. Nơi mình cứ hành đi hãy đắc quả là có thể hành nhập thiền quả được, không có gì bảo đảm, nó theo chú giải thì không không không, không dễ dàng giống như mình nghĩ đâu. Nam mô Bích Thầy giá. Nam Mô Bích Thay giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật Pháp, con kính tri ân sư, dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi, dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi, dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ, dạ con kính mời. Dạ. À, con chưa thấy câu hỏi dạ. À, con xin đọc câu hỏi của một vị Phật tử gửi cho con ạ. À. À, kính thưa ngài, khi hành giả thấy tâm mình nói lời thì thầm nhiều quá, thì hành giả phải niệm như thế nào để được sự lợi lạc? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ, à, để ngài có thể trả lời câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Rồi nó mô cái thời gian nghe không rõ, nguyên đang ai nói lớn lớn chút thì mới nghe được. Nó mô cái thời gian Dạ ngài nghe được con chưa ngài? Dạ không biết đạo tràng có nghe con rõ không ạ? À? Dạ con cảm ơn. Dạ, con không. Dạ ngài nghe con rõ hả ngài? Dạ con xin đọc lại câu hỏi ạ. À. Kính thưa ngài, khi hành giả thấy tâm mình nói lời thì thầm nhiều quá, thì hành giả phải niệm như thế nào để được sự lợi lạc? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, cái đó là tùy theo cái kinh nghiệm của mình, chứ làm sao mà mà người khác biết được. Trong cái kinh nghiệm của mình đó, thường là mình tập những cái gì, những cái pháp đối trị với phiền não của mình đó. Đó, thành ra mình mới có thể mình đối trị mấy cái đó được. Còn Đức Phật dạy ngài dạy rất là chung chung chứ ấy, nhưng mà mình muốn hiểu lời Phật dạy thì phải dựa vào cái chú giải hay sớ giải, chứ còn mình nói thường thường là mình nghe không hiểu. À, nên như Đức Phật dạy nếu mà không nói được lời đúng chánh pháp thì nên giữ im lặng như bậc thánh. Thường thường đâu mình tưởng đâu im lặng là im lặng như bậc thánh, không phải. Chú giải giải thích im lặng như bậc thánh tức là cái gì đó đang nhập thiền, cái thiền mà mình đắc đó thì mới gọi là im lặng như bậc thánh được nha. Chứ còn còn mình im lặng là cái đầu mình suy nghĩ tùm lum, chứ làm sao im lặng như bậc thánh được. Đã có nhiều cái là tùy theo kinh nghiệm của vị đó, ở trong những trường hợp nào đó được các bậc thầy tổ dạy thế nào thì áp dụng cái đó thôi, chứ còn nếu mà không là khó lắm ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bức Tha dạ. Dạ con kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi ạ. Dạ sau đây con thấy đạo hữu tu học Phật pháp có câu hỏi và dạ, con xin đọc câu hỏi ạ. Kính thưa sư, giới không uống rượu và các chất say, không có trong 10 bất thiện nghiệp, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời hung ác, không nói lời vô ích, không tham, không sân, không tà kiến. Như vậy, nếu không xét đến trường hợp tạo bất thiện nghiệp gián tiếp thì việc uống rượu gây ra, thì chẳng lẽ tuy phạm giới uống rượu nhưng lại không tạo bất thiện nghiệp hay sao thưa sư? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, để con đổi cái, con reset cái máy con lại. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Tiêu Tàu Huyền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Khi quý vị, khi Đức Phật thuyết hay là nói gì tới cái điều nào đó, thì nó có duyên sự hoặc là nó do người nghe. Nhưng mà mình đừng lấy cái chuyện này với cái chuyện khác mà so sánh, cái đó nhiều khi nó không có đúng hoặc không có chính xác. Thí dụ năm cái điều mà cấm người cư sĩ không nên làm gọi là mấy xả chi quá đó. Có những cái điều đâu có phạm giới nhưng mà làm cái điều đó vẫn đi xuống như thường, thì cái chuyện mà mình nói không phạm giới là cái chuyện đi xuống đó không thể tránh khỏi được. Bởi vậy thành ra khi mà mình không có, nó không nằm trong bất thiện nghiệp nhưng mà nó vẫn đi xuống như thường, chứ không phải là cái đó là tốt, không phải. Nhưng mà mỗi khi ngài cấm cái này đó là nó dựa vào số cái điều kiện mà khi ngài vừa giờ nói cái giáo pháp đó cho ai, dạy cho ai, chứ không phải là ngài không cấm cái đó là hoặc là nó không nằm trong những cái đó là tốt, không phải đâu. Vẫn chết như thường. Thành ra nghĩa là trong giáo pháp Đức Phật đó, quý vị coi trong Thanh Tịnh Đạo, quý vị thấy họ tính ra mình mới sợ, chứ không coi không sợ. Nói tóm tắt giới tỳ kheo là 220 giới và 7 giới để điều chỉnh để này nọ ôm trong đó là 207 giới. Nhưng mà tính ra cái chi mà để phạm đó nó lên hàng tỷ với điều khác nhau, hay là vẫn chết như thường, chứ không phải là không phải có nhiều đó. Ngài nói rất là ngắn chứ không phải là nói dài, nhưng mình muốn biết nó cái ngắn dài đó nó khác nhau chỗ nào thì mới phải học đọc trong chú giải mình mới thấy. Đó, có những cái ngài thuyết nói tới ông câu rất là ngắn, mình tưởng cái đó là nó ngon, nó tốt, nhưng mà không phải. Khi mình đọc từ chú giải hoặc sớ giải đó mình sẽ thấy nó rất là rùng rợn, nhưng mà không, thì cái trường hợp này cũng vậy, nó không nằm trong cái điều đó nhưng mà vẫn đi xuống bốn đường ác đạo như thường. Đó, chứ không phải là nó không nằm trong cái điều xấu là nó tốt, không phải. Nó không nằm trong điều xấu trong trường hợp này nhưng mà nó vẫn là điều xấu trong trường hợp khác. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con không biết là đạo tràng có nghe được âm thanh con rõ hơn không ạ? À? Dạ coi cho con xin được tín hiệu ạ. À. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ, dạ trước hết con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là đạo hữu tu học còn có những thắc mắc gì không ạ? À? Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Dạ con chưa thấy câu hỏi. Ồ, dạ con thấy câu hỏi rồi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu. Kính thưa sư, khi ngủ mê, không có mơ, hay khi bất tỉnh nhân sự, tức là trong trạng thái không còn ý thức, không còn hiểu biết gì cả, thì dòng tâm hữu phần mới hoạt động, và tâm này thì chỉ nhận biết một trong ba cảnh, đó là cảnh nghiệp Kamma Brahmana, cảnh nghiệp tướng Kamma Nimitta
và sanh thú tướng ký tí mít tá, ngoài ra không biết cảnh gì khác. Trong trạng thái mê mờ, không hiểu biết mà tại sao tâm hữu phần lại được gọi là cái tâm sáng chói. Bhavasara Chitta là cái tâm không bị ô nhiễm bởi những cấu uế từ bên ngoài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Và sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Và con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái tâm nó trong sáng tại vì nó không có phiền não. Còn cái chuyện mà khi nó xuống hữu phần, nó không phải lúc nào người mình bất tỉnh hay là không biết, không có ý thức là mới không phải. Bình thường giữa hai lộ trình tâm nó vẫn xuống cái hữu phần được như thường. Phải không khá đó. Giữa hai lộ trình tâm có hàng tỷ tỷ sát na hữu phần. Nhưng tỷ tỷ na nó phát sinh là nó nhận theo cái cảnh của chúng sanh đó trong cái thời cận tử kiếp trước mà thôi. Nó nhận cái đó. Nhận cái đó gọi là Kamma Nimit, Kha Tị Nimit với Kamma Ramana Nimit đó. Còn cái chuyện mà mình nó không có ý thức, cái đó không đúng. Ngay cái mình chụp thuốc mê vẫn có ý thức như thường, chứ không phải là không có ý thức. Nhưng mà tại vì cái, như quý vị đã biết, cái thuốc mê là nó làm cho cái cắt sắc thần kinh đó nó không có, nghĩa là đầy đủ cái điều kiện của nó để nó xúc vô những cái đối tượng một cách rõ ràng. Chứ thực sự ra là dẫu chụp thuốc mê cái tâm vẫn tỉnh như thường, chứ quan tỉnh vẫn biết, nhưng mà biết theo cái điều kiện của tâm chứ không phải cái điều kiện của ấy, phải không? Nhưng mà bất cứ lúc nào mình, dầu rằng mình có làm ác làm gì đi nữa, thì khi mà nó xuống cái phá quan khá thì cái tâm lúc đó nó không có phiền, nó không có những cái ác pháp đâu đó. Cái gì là nhớ, không có cái phá quan khá nào mà có ác pháp nữa đó. Thí dụ ngay cả cái phá quan khá của chúng sanh nó bốn cõi địa ngục cũng không có những ác pháp đâu đó, thành ra mới gọi là cái tâm đó là nó trong sáng. Thành ra khi mình ngủ mê hay là mình ngủ không có, mình ngủ mê trong thời gian đó, đó nó trong hữu phần nó có cái đối tượng riêng của nó, tức là một trong ba cái đó thì sẽ nhận như vậy thôi. Chứ còn nếu mình nói là nó không có cái tâm nào khác là nó này nọ thì không phải. Tại vì cái phần sự của nó chỉ làm được bao nhiêu cái nhiệm vụ thôi. Nhưng mà ở đây chứ Bồ Tát Xà Lá, tức là mình nói trong sáng để chỉ cho cái tâm đó bất lúc nào mà nó phát sanh thì nó không có phiền não, tức là nó không có những cái tập pháp ác dính vô mà thôi, chứ không phải là mình nói nó trong sáng nên nó phải biết cái này cái nọ, nó không có biết gì đó. Cái phá quan khá là nó chỉ làm nhiệm vụ, là khi nào mà nó phát sanh thì nó nhận một trong ba cái cảnh của nghiệp đó mà thôi, chứ còn không có gì khác hết. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Buddhaya, và con kính đảnh lễ quý ngài, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con đã thấy đạo hữu tu học và kính tri ân ngài ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Và những câu hỏi của quý cô chú sẽ là bài học chung cho đạo tràng ạ. Và con kính mời quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Và con kính mời ạ. Dạ kính thưa ngài, trong khi chờ đợi thì con có một câu hỏi của một vị đạo hữu là thưa ngài, thế nào là niệm thí? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, niệm thí tức là mình nghĩ tới cái pháp bố thí mà mình đã làm qua, có thể mới làm đó hoặc trong thời gian nào đó trong đời sống của mình, gọi là niệm thí, tức là mình suy nghĩ tới cái đó. Thường mình tập, mình suy nghĩ theo có hai, có nhiều cách suy nghĩ bình thường không thôi, tức là tối mình ngồi suy nghĩ là ban ngày mình làm gì đó, của cái sự cúng dường giờ chơi chứ tăng cúng dường dài đó. Nhưng mà nếu mình dùng cái đó để mình làm cho
cái tâm mình ở trong trong sáng hơn, nghĩa là cái tâm mình nó mạnh mẽ trong việc thiện vậy sao đó. Cái đó là niệm thí được, nó nằm trong cái một trong 10 pháp niệm, 10 pháp niệm mà nó không niệm thí thì nó không có đưa tới cái thiền định giống như cái niệm về hơi thở hay gì đó, nhưng mà chắc chắn là nó vẫn có cái lợi nhiều hơn cho mình, có lợi hơn gọi là niệm thí, tức là mình suy nghĩ tới cái những cái pháp mà cái sự cho ra của mình làm có thể trong ngày hoặc là kỳ trước đó như thế nào thế nào. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã chỉ dạy câu hỏi về niệm thí ạ. Dạ, kính thưa Ngài, như có câu hỏi đó, như Ngài giảng đó Ngài, thì như chúng con đó Ngài, thì nhiều khi trong một tuần mình có thể dành ra một ngày để mình nhớ lại những cái mà việc thiện của mình đã làm, những cái thiện sự của mình làm, để mình ngồi mình nghĩ lại những cái việc thiện của mình làm hết, đúng không Ngài? Thì cái đó gọi là niệm thí, đúng không Ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho Ngài, tại vì con nghe Ngài giải rất là hay, đã con muốn confirm đó Ngài. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh Bạch Chư Tôn, dạ kinh thưa cho quý vị. Những cái hành động nào của mình mà gọi là hành động để cho ra đó, để làm giảm bớt những cái phiền não mà dính mắc trong cái đó, đó. Thì mình suy nghĩ tới nó thì gọi là niệm niệm thí, tức là ấy đó. Ừ. Thì bây giờ thường thường đó là tối là mình nên làm. Ví dụ như tối trước khi ngủ đó mình nghe, nhìn tới buổi sáng đó mình đi dâng cúng cho ai, hay là mình bố thí cho người tàn tật, người gì ở ngoài đường đó mình gặp, mình cho một cái làm vậy đó. Tối thì mình suy nghĩ, quan sát lại, thì cái quan sát nó phải có cái technique trong đó, quan sát để coi, ví dụ như là mình nhìn cái hành động của mình đó nó có bị khuấy phá bởi những cái phiền não hay không. Chứ thường thường ví dụ mình cho, thứ nhất là cho mấy ông người ăn mày ở ngoài đó, mình chưa tính cho là một cái nghĩ là chắc nó lấy tiền, nó có tiền này, nó đi nhậu này kiêm xong nó cái là nghĩ tới nghĩ lui ha, thành ra cái niệm thí đây nó giúp mình cũng buông bớt cái đó. Bởi vì khi mình cho được, gọi là cho ra đúng mức đó, khi mình cho ra rồi đó nó dừng lại chỗ cho ra đi, đừng đi quá hơn cái đó. Thường thường là chúng ta đi quá hơn cái đó không, hay là đừng đi quá hơn cái đó, rồi mình dùng cái đó để mình làm cái đối tượng của cái pháp niệm của mình chiều đó hoặc tối đó hoặc 2 3 ngày hôm sau nếu mình nhớ tới, thì làm cho cái sự cho ra của mình nó trong sạch hơn. Mà không tâm tư nó khác, cái niệm tới tâm tư là nghĩa là mình vừa làm xong thì mình nghĩ tới đó, mình nghĩ trong lúc đang làm, dầu rằng đó là một cái thời gian nó liên tục với nhau đó. Còn sau thời gian lâu nữa thì cái đó là thứ bốn rồi. Thường thường nó có 4 cái vậy. Nhưng mà thường ở mình tính trong cái làm mình đó. Ví dụ từ lúc mình phát bạch dâng cơm, mình dâng cơm xong rồi chưa tăng dùng xong rồi cái mình dọn dẹp này kia xong đó, 3 cái đó liên tục thì mình tính tạm tư là nó gần vậy thôi. Nhưng mà cái loại niệm thí là có thể ngày mai ngày mốt gì đó mình nhìn lại, dùng cái đối tượng đó để mình nhìn lại để cho mình biết có thể có khuyết điểm hay không, hay là cái gì mà cần sửa chữa, hoặc là cái tâm mình không được trong sạch mình phải làm sao để làm sao mình có cái trong trường hợp cái tâm mình được trong sạch rồi này kia, nó nhiều chuyện trong đó, chứ không phải là mình nói mình nghĩ tới cái đó là đủ, không phải ha. Có nhiều chuyện bên trong lắm. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng dạy thêm câu hỏi cho chúng con được hiểu hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính tri ân Ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Kính thưa sư. Ủa hình như cái câu này đọc rồi.
Dạ con xin, hình như câu hỏi này con đọc rồi à. Con tưởng con chưa đọc. Dạ có bàn tay. Nguyên Trang thấy bàn. Dạ sau đây con kính mời bàn tay của Xích Hà. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ cảm ơn Xích Sài Gòn, cô Nhật Quỳnh cho con biết ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính nên là ngài Lưu Tông và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, nãy con thấy ngài giải thích về cái câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp đó, thưa ngài, về cái trạng thái mê mà thì tâm hữu phần nó là sáng chói, nhưng mà con lại thắc mắc là khi mà ở cái sát na cận tử nghiệp tới thưa ngài, thì cái điều này tâm hữu phần mà nó sáng chói thì như vậy thì cái cơ hội của người đó đâu có bị đọa, vậy thì chúng sanh nó có bị đọa. Con có thắc mắc là con không hiểu tại sao là tâm sáng chói không phiền não, nếu mà tâm sáng chói ngay cái hữu phần đó không phiền não thì chúng sanh chắc con đâu có bị đọa, thành ra con hơi thắc mắc cái chỗ đó. Xin ngài giải thích cho con rõ hơn, có thể con hiểu lầm và cái chắc rồi đó. Dạ con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng, dạ kính thưa chư quý vị, lậu cận tử lậu đâu phải là tâm hữu phần. Lậu tử nó vẫn có động tốc như thường, mà động tốc chỉ có năm sanh na thôi à. Còn thường mình hiểu, tại vì mình hiểu cái tâm của hữu phần đó, của mình đó là trạng thái mê mờ, không phải không mê mờ à. Nó một phần là xuống nó làm cái nhiệm vụ của nó riêng thôi, chứ là làm sao mà mê mờ được, không có cái gì mê mờ đó. Nó chỉ có cái đối tượng là cái đối tượng thuộc về quá khứ thôi, tức là nó chứ không có cái gì đó. Nhưng mà ở đây cái chữ trong sáng là hay là cái chữ gì đó, người ta chỉ cho cái những cái loại phiền não nó khuấy khóa mà thôi, chứ người ta không có chỉ cho những cái trạng thái như thế nào đó. Bởi vì tâm nó có 10, 10 là tên gọi khác nhau rồi đó. Có 10 tên gọi thì chia ra từng phần như thế nào thế nào. Tâm mà chứ tâm không có 10 cái tên gọi khác nhau đó. Trong giải thích trong Paramattha Thibbani đó là 10 là cái tên gọi khác nhau, thì trong đó có phần trong sáng. Mà trong sáng thì theo chú giải giải thích là tại vì nó không có phiền não dính vô đó. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy Xích Hà, dạ con hiểu. Dạ kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ bây giờ chưa có câu hỏi. Dạ con có dạ con có câu hỏi, con cũng tiếp tục về cái niệm thí đó ngài. Thì có một vị Phật tử nhờ con hỏi giùm là thế nào, niệm thí trong thanh tịnh đạo là thế nào thưa ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là ở đâu thì nó cũng vậy thôi, đều nó chi tiết hay không chi tiết thôi. Thường thường đó là những cái đó là mình mình coi trong thanh tịnh đạo hoặc là trong Abhidhamma Thất Sẵn Gà Hạ, nó đều có, nó từng từng đường với nhau hết, chứ nó đâu có gì đâu. Mà mình muốn biết nó như thế nào thì phải dựa vào một số cái điều kiện cái sách mình nói thôi đó, chứ không phải gì đó. Nghĩa là nó có 10 cái loại trong cái ngay cả trong Thắng Pháp Tập yếu luận đó, tức là niệm tăng, niệm thọ, niệm tham, niệm gì đó, nghĩa là niệm giới rồi niệm hay gì đó, thì mình phải dựa vào trong cái trong quyển đó. Thì cái niệm thí được giải thích ở trong cái quyển Abhidhamma Thất Quý Pha Quý Ni. Thành ra khi mình muốn nó gọi là cha kha nusati đó, thì nó có bốn năm chuyện để mình quan sát tới. Ví dụ như thâm lý cạch thả quách thủ, từ tới quách thủ, rồi liên quan tới tư tâm tư
Đó. Rồi liên quan tới cái sự xả bỏ, tức là cái sự cho ra của mình đó, có liên quan tới những cái phiền não, thí dụ như là tham tà kiến là gì không đó. Thì thường đó mình muốn hành cái thì thường phải dựa vào ba cái điều kiện đó theo sự giải thích trong Abhidhamma Mắt Thả Quý Pha Quan Y nha. Tức là mình muốn hành được cái pháp niệm thí thì phải biết biết cái điều mà mình đã làm đó liên quan tới ba cái, tức là thâm mỹ sạch tha quá thụ, tức là liên quan tới thiện khoản và vật mà mình đem cho. Cái thứ hai là liên quan tới tam tư. Cái thứ ba đó là liên quan tới cái sự xả bỏ. Xả bỏ gì? Xả bỏ nha, phiền não, xả bỏ tham lam, hay là xả bỏ tà kiến rồi này kim dùng đó. Thì mình dựa vào đó để mình coi ăn, mình coi mình quan sát nó như thế nào để mình để làm gì sao cho nó trong sạch được đó. Thì khi mà nó trong sạch được như vậy thì thật sự ra trong thanh tịnh đạo cũng có thể có những cái điều kiện mà nó tương đối nó cũng giống giống cho nó không ấy, nhưng mà thường thường đó là cái mấy cái trong thanh tịnh đạo chỉ giải thích những cái nào mà nó tương đối nó quan trọng một chút, còn những cái mà nó không có ít quan trọng hơn thì thường thường ở trong chú giải. Mà chú giải trong thanh thanh tịnh đạo nó có hai quyển giải thích thanh tịnh đạo. Thành đã quý vị đọc thanh tịnh đạo chúng tôi không hiểu, quý vị có hiểu hay không mà chúng tôi không biết, nhưng thanh tịnh đạo nó có hai cái quyển giải thích. Quyển giải thích thứ nhất gọi là Visuddhi Makkha Mahadika, còn cái quyển thứ hai là Visuddhi Makkha Chulalika. Thì cái quyển Quy Sở Thí Mahadika thì chúng tôi có học, nhưng mà cái quyển Chulalika thì không học, bởi vì cái quyển mà Mahadika đó nó có cái tên tên riêng của nó được giải thích, tên riêng gọi là Paramattha Manjusha. Thì quý vị nào mà biết cái quyển Paramattha Manjusha tức cái đó là cái quyển giải thích thanh tịnh đạo, quyển giải thích tiếng thanh tịnh đạo đó. Chứ thường nếu mình đọc cái thanh đạo qua những cái bản dịch mà của ngài Nha Nam Bồ Mô Ni dịch từ Pali ra tiếng Anh, hoặc của cô Trí Hải dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt đó, nhiều khi mình đọc mình khó hiểu ghê lắm đó. Thì thường thường ở Thái họ bắt buộc cũng phải đọc cái loại sách giải thích đó, tức là cái chú giải đi giải thích hai quyển mà để giải thích cái đó, học cái đó thì nó có nhiều cái chi tiết hơn nha. Chứ thành ra thì nó cũng giống giống xem giống như giải thích ở trong Abhidhamma Mắt Thả Sẵn Hạ. Abhidhamma Mắt Thả Sẵn Hạ thì họ chỉ nói được tới cha khai nó sẽ tự, tức là niệm thí, họ chỉ nói sơ sơ thôi chứ họ không có giải thích. Thì cái giải thích mà về niệm thí đó được giải thích trong Abhidhamma Mắt Thả Quý Pha Quy Ni, mà Abhidhamma Mắt Thả Quý Pha Quy Ni là của ngài Thăm Ma Ba La ngài giải thích, nên là có những cái mà mình phải tìm hiểu riêng riêng. Chứ còn bây giờ mình nhìn sơ mình nói ủa sao trong thanh tịnh đạo nói về trong ấy, là tùy theo cái sách mình đọc người ta giải thích như thế nào. Chứ còn hỏi tại sao vậy, tại sao vậy thì chúng tôi cũng chịu luôn. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi ạ, giảng dạy câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ ạ. Dạ, sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học ạ. Kính thưa sư, tâm hữu phần làm phận sự tục sinh. Nếu cho rằng tâm hữu phần là sáng chói, không bị cấu uế bởi phiền não, tham, sân, si, thì phải hiểu thế nào về việc tục sanh bốn cõi khổ thưa sư? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái việc mà tục sanh ở bốn cõi khổ nó là cái quả của tham sân si. Khi mình làm 11 trong 12 tâm bất thiện thì nó đưa tới cái quả sanh về bốn cái này, mỗi quả sanh bốn về này thì cái tâm quả của tham sân si đó
tức là tâm quả bất thiện vô nhân đó, thì cái tâm cuối cùng của tâm quả thì nó làm nhiệm vụ cho sanh về đó, chứ nó không có có phải là cái pháp mình làm để mình đi bốn đường ác đạo. Nên nhớ là bốn đường ác đạo là tham sân si nằm trong 12 tâm bất thiện đó, nhưng mà cái tâm mà nó làm nhiệm vụ mà để cho mình sanh ra đó, thì cái đó là cái tâm quả của cái phần trên, thì cái đó cái 12 cái tâm ở trên đó nó đưa mình đi với bốn đường ác đạo, còn cái quả của nó làm nhiệm vụ tái tạo thôi. Chứ còn cái bây giờ quý vị là cái tâm đó là sẵn ti ra lên á à, cụ sẽ lá quý bà cả ra coi cái tâm đó nó có mấy mấy cái tâm mà mười mười thì như mười mười tâm sở đi theo, nó có tâm sở nào là tham sân si phiền não gì không, thấy không? Hai cái khác nhau, một cái là ví dụ tục sanh nó khác, còn một cái là tạo nhân để đưa đi vốn vốn được đạo nó khác. Thành ra cái đó mình đừng có hiểu lầm. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá, và con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con thấy đạo hữu tu học đã kính tri ân ngài ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Và quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình ạ. Và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Và con thấy trong room cũng rất là nhiều mà. Dạ con kính mời. Dạ con kính mời toàn thể. Dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin xuống bếp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bích Thai giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn thiền vụ, cảm ơn Xích Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều và cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã đặt câu hỏi. Con cứu Nguyên Trang nghe bạch ngài. Con xin hỏi một câu và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi lên để Nguyên Trang đọc và cũng có thể đưa những bàn tay lên ạ. Một tuần lễ mình có được có một ngày thôi quý vị. Quý vị cố gắng đưa bàn tay lên và đưa những câu hỏi lên để cùng nhau học hỏi qua lời giải thích của ngài. Và bạch ngài, ngài giảng dạy giùm cho con là cái ngũ song thức đó bạch ngài. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Đó là cái quả bất thiện vô nhân, quả thiện và quả bất thiện vô nhân. Tại sao mình phải hiểu nó là quả bất thiện vô nhân bạch ngài, thiện và bất Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị, mình phải hiểu tại vì để em biết nó ở đâu nha. Bởi vì quả bất thiện nó có hai loại, hữu nhân và vô nhân. Thì khi mình nói tới cái gì thì mình phải biết nó nằm đâu, nó tên gì. À, bởi vì quả bất thiện vô nhân là quả của ác pháp, mà quả thiện hữu nhân thì nó là quả của thiện pháp. Nên là mình phải nói tới tại sao mình, nếu mình lỡ mình đi bốn đường ác đạo tại sao, tại vì bố 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 12 tâm thiện là nó gửi nhiều chuyện chứ nó không phải gửi. Nếu mà nó gửi mình đi trong lúc mình tái tục, tức là mình đi tới cái mới đó, thì đó là bốn đường ác đạo. Nhưng mà trong bốn đường ác đạo đó không phải là mình sanh về bốn đường đạo lúc nào mình cũng khổ, nó không gì bảo đảm, nó có những cái cảnh lúc nào cũng khổ, những cái cảnh điển sướng gì thường chứ. Nhiều khi mình nó phải nói chứ mình thấy mấy con cẩu không? Nó không đi xe Mercedes, nó ăn đồ biết tách ngon hơn mình, nhưng mà nó sanh với cái tâm đó, tại vì nó lúc nó sống là đều bất thiện nhiều. Thành ra khi điều bất thiện nó cho cái quả là đi bốn đường ác đạo với cái tâm tái tục rồi bốn đường đạo vậy đó. Nhưng mà trong thời bình nhật nó chắc gì nó khổ đâu, mà nói là bốn đường đạo là quả khổ, không có gì bảo đảm đó, không có gì bảo đảm là nó khổ, thấy không? Chứ sướng như thường chứ quý vị đâu đâu đọc trong báo Mỹ thấy không?
Thế bà tỷ phú nào đó, bà thương ân cậu bà quá, bà chết rồi để lại tài sản, một ba tài sản cho ai nuôi ân cậu đó, cho ân cậu đó, ai nuôi nó để lấy cái đó, tiền ra để lo cho nó, thấy không? Nó chết nó có tiền của hồi môn để lại cho mình chưa chắc bằng nó. Nó cái chuyện mà cái đi vốn đường ác đạo là chuyện khác, nhưng mà cái quả trong lúc mình ở mở bốn đường đạo là khác, hai cái nó khác nhau rất là xa. Nghĩa là kiếp này đó mình sống bố thí mình làm dữ lắm, nghĩa là đầy đủ hết, có tiền là đi bố thí, đi bố thí, nhưng mà ngũ giới không thèm giữ thì mình đi đâu? Mình đi bốn đường đạo nhưng mà sướng không? Chắc chắn là sướng, hay sao không sướng, phải không? Bởi vì cái quả của bố thí nó cho mà, mình không sướng đâu có được. Nhưng sướng, nhưng mà trong cái sướng đó đó, cái lúc tái tục rồi nó khổ, khổ hơn phải khổ vậy, lúc tái tục với cái thân hình nó không giống ai hay là gì gì cũng đó, nhưng mà cái đời sống bình nhật nó chưa chắc ạ. À, gì thấy không? Ngoại trừ những cái mà cái nghiệp ác mà ác thứ thiệt ngũ nghịch đại tội rồi thì xuống dưới kia thì chắc chắn là không có sướng được rồi. Chứ còn nhiều khi mình sinh ra mình làm bàn sanh rồi này kia sùng, có những cái ấy, ví dụ sanh làm cá thì có những cái loại cá, quý vị có những cái loại cá chúng nó săn lên nó làm khô làm ấy ăn hàng ngày, có những loại cá nó đi mua về để nó nuôi nó phục vụ, không thấy à, thì nó cũng sanh là cái tâm bất thiện vậy. Quả bất thiện vậy. Rồi mình nói là mình phải dựa vào một cái số điều kiện gì, cái nhân quả này, cái con nếu mình nói không không thì khó lắm quý vị. Rồi hỏi lại câu đó đi, nãy chúng tôi nghe sơ sơ vậy, trả lời sơ sơ vậy thôi. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ tại vì con hỏi mà con bị rớt mic con không hay. Dạ con chú tâm vô cái câu hỏi con rớt mic con không hay, thấy con nghe ngài cầm mic con giật cả mình luôn. Dạ con tri ân ngài. Tại vì con học về chùa pháp thì con hơi dốt ở bên ngài. Nên con nghe ngay giảng là ngủ song thức thì nhãn nhĩ tỷ thiệt là tâm quả bất thiện hoặc quả thiện vô nhân, nhưng còn thân thì là thọ xả, nên con không có hiểu được cái chỗ này đó. Dạ, nhưng mà ngài đã giảng cho con về cái quả quả này là quả tục sanh. Dạ bạch ngài, còn như cái thân thì sao bạch ngài? Tại vì con học con không có hiểu được đó bạch ngài. Ngài ngài giảng dạy thêm cho con hiểu được hơn, tại vì con học nhưng mà con không có cơ hội để hỏi, giờ có chẳng có dịp trống như thế này thì con hỏi ngài giải thích cho con rõ hơn, là con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thà Dạ kinh bạch chư tôn hành giả, kính thưa quý vị, hỏi gì mà sư không nghe gì hết trơn à? Hỏi lại sư nói là trong cái máy sư nó có cái quạt của máy điều hòa không khí đó, nói lớn lớn chút đi cho nói nhỏ nhỏ, mà máy sư gọi là máy điều hòa không khí, tại vì nóng ngoài nóng sao trong nóng vậy đó, chứ đừng có tưởng máy lạnh nha. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ con kính tri ân ngài. Bây giờ con mở cái lò thiệt là to luôn rồi đó. Dạ con không biết ngài có nghe được chưa. Dạ Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có nghe lớn hơn hồi nãy không? Nguyên Trang có nghe âm thanh như Quỳnh lớn hơn hồi nãy không? Nguyên Trang nghe được phải không? Dạ bạch ngài, con xin hỏi lại ạ. Tại vì con học cái diệu pháp đó, thì học cái ngũ song thức này, con nghe một chỗ giảng như vậy nè bạch ngài: nhãn nhĩ tỷ thiệt thì là quả của bất thiện hoặc quả thiện, quả bất thiện và thiện vô nhân. Nhưng mà thì lúc nãy ngài dạy dạy thì con đã nghe được, con hiểu được một phần đó rồi. Nhưng cái thắc mắc của con thì thân thì là thọ xả nó, nên con không có hiểu như thế nào, tại sao là tỷ nhĩ tỷ thiệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt là quả bất thiện vô nhân, còn thân thì thọ xả. Dạ ngài giúp giùm con cho con hiểu hơn, mà con học mà con không có cơ hội hỏi, mà con học dây diệu pháp thì rất là dốt. Dạ con mong ngài giải thích cặn kẽ giùm cho con. Dạ con kính nhân mít đến ngài, mong rằng ngài nghe được ạ.
Nam mô Bố Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thân thì thọ khổ hay thọ lạc, còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thì nó thọ xả. Cái lý do mà nó bốn cái tên nó thọ xả đó, tại vì bốn cái đầu đó là cái đối tượng nó xúc vô cái sắc thần kinh, bốn sắc thần kinh đầu đó là nó là sắc y sinh, chứ nó không phải là sắc thứ đẹp, sắc y sinh tức là sắc nương vào khác để sanh ra đó. Còn bây giờ thân tại sao thọ khổ thọ lạc, tại vì cái thân á, thì nó cũng là sắc y sinh, sắc thần kinh thân á, thì nó là sắc y sinh, nhưng mà cái mà xúc vô cái sắc thần kinh thân đó là cái gì, tức là mình gọi là xúc đó, xúc sắc chứ không phải xúc danh, là xúc là xúc sắc. Xúc sắc thì nó gồm có gì, đất, lửa và gió. Thành ra đất, lửa, gió nó là sắc tứ đại. Thành ra sắc tứ đại khi mà nó xúc vô sắc y sinh đó, tức là sắc thần kinh thân đó, thành ra nó mới có trạng thái là nặng hoặc nhẹ. Thấy nhẹ hoặc là ấy thì gọi là lạc, mà nặng là nó gọi là khổ. Cũng như đất mà nó gõ vô sắc thần kinh thân là nó gõ vô bông gòn, thì hai cái nó khác nhau chứ. Đó. Đất, lửa, gió là nó sắc tứ đại, mà sắc tứ đại nó xúc vô cái sắc sắc nhẹ tức là sắc y sinh đó, tức là sắc thần kinh thân đó. Thành nó cái trạng thái nó ra khác nhau, nó gọi là khổ, thọ khổ hoặc thọ lạc. Đó. Còn nếu mà nó xúc vô mấy sắc kia thì nó bình thường thôi, nó không quá đáng là mới gọi là thọ xả. Thọ xả người ta mấy cái đó, đó để cái đó là vậy đó, là tại nó xúc vô đó. Sắc tinh hương sắc tinh hương vị xúc, xúc đó là xúc sắc chứ không phải là xúc danh, là nhớ xúc sắc. Còn xúc danh nó cũng nó xúc là nó chạm khác nữa. Rồi để mấy cái chứ còn nếu mà không để thì không có nghe đó, chứ không có giỡn đâu. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy bàn tay cô Nhật Quỳnh, dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Cảm ơn Nguyên Trang. Dạ sa thú con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Dạ con đã hiểu được một chút rồi. Dạ con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ cảm ơn đạo tràng đã ủng hộ cho Nhật Quỳnh để Nhật Quỳnh được nghe lời giảng dạy của ngài. Dạ bây giờ Nguyên Trang có câu hỏi không? Nếu Nguyên Trang có câu hỏi mà Nguyên Trang cầm mic nha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy câu hỏi của con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu tu học. Dạ con xin thầy đọc câu hỏi trước ạ. Kính thưa sư, cảnh nghiệp Kamma Rammana, cảnh nghiệp tướng Kamma Nimitta thì có thể là cảnh thuộc quá khứ hay hiện tại. Vậy còn cảnh thú tướng Gati Nimitta thì thuộc thời nào, quá khứ, hiện tại, vị lai? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ba cái cảnh này nếu là nó đối tượng của nghiệp ấy, nó là cảnh của cái pháp quan khá đó, thì nó là cảnh quá khứ. Bởi vì cái quá khứ nó có cảnh là gì, là kamma ramana, kamma nimitta và các tỷ nimitta, thì nghe là nhận được từ kiếp trước chứ không phải là kiếp này. Bởi vì mấy cái đó là đối tượng lộ cận tử ha. Ba cảnh này là đối tượng lộ cận tử, thành ra khi cái lộ cận tử nó tới cái tâm tử nó diệt rồi thì âm tục sinh phát sanh, là tới pháp quan khá phát sanh, thì cái pháp quan khá nó nhận một trong ba cảnh này là cảnh quá khứ chứ làm sao lại được.
Còn nếu mà cái này đó mà nó là cảnh của Lột Cận Tử á, ăn thì nó cũng là cảnh quá khứ, nhưng mà cái nó có theo chú giải thì nó có cả ba thời chứ không phải là một thời. Ví dụ cái người mà làm nghiệp ác rồi cái lậu tử phát sanh đó, thì cảnh đó là cảnh hiện tại chứ không còn cảnh quá khứ nữa đó. Thật là tùy theo cái đó chứ không ấy, nhưng mà còn cái cảnh nghiệp tướng đó, thì đó cả ba luôn, mà cả ba luôn. Nếu là cái cảnh của Lột Cận Tử đó, thì nó cả ba thời đó. Nhưng mà còn cái cảnh mà là của Pháp Quang Khá đó thì nó chỉ có thời quá khứ mà thôi, bởi vì nó nhận được từ kiếp trước, nó nhớ ba cái này đó, nó là tạo ra bởi cái Lột Cận Tử đó. Thành ra khi Lột Cận Tử nó diệt rồi đó, tới Pháp Quang của kiếp sau đó, thì Lột Cận Tử Pháp Quang cái Pháp Quang của kiếp sau đó, nó có một trong ba cái trạng thái của Lột Cận Tử, thành ra nó phải là quá khứ chứ làm sao hiện tại được. Nhưng mà nếu mà ba cái cảnh này nó là cảnh của Lột Cận Tử thì nó có thể là cảnh hiện tại đó. Chứ bởi vì thường thường cái Lột Cận Tử nó có mấy cái đối tượng này, thì khi mà tâm tử nó tâm tâm tử nó diệt rồi, tới tâm tục sanh phát sanh rồi tới cái Pháp Quang Khá, thì cái Pháp Quang Khá đó làm sao mà nhận ba cái cảnh này là hiện tại được. Chúng tôi mới phân ra là hai chuyện rõ ràng: nếu là cảnh của Pháp Quang Khá tức phải là cảnh quá khứ, mà nếu là cảnh của Lột Cận Tử thì có cả ba, hiện tại quá khứ vị lai đều được đó. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bích Thay giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp. Dạ con hiểu, kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của một vị gửi cho con ạ. Dạ tiếp tục theo mà cái câu hỏi hồi nãy niệm về niệm thí đó ngài. Thì con xin đọc tiếp. Thưa sư, những điều kiện nào cần thiết cho niệm giới được thành tựu tốt đẹp, hiểu theo thanh tịnh đạo mà sư cô Trí Hải đã dịch? Dạ, sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi không có đọc cái quyển mà của sư cô Trí Hải dịch, thành ra chịu. Còn quý vị đọc trong đó thì quý vị mà không hiểu thì nếu ấy thì phải post đoạn, chứ còn nếu ấy chúng tôi đâu có đọc, chúng tôi không có đọc cái đó. Chúng tôi chỉ đọc cái quyển của Thái, à, cái gì với cái quyển mà bằng tiếng Anh của một cái vị không phải của ngài nhà Nam Mô Ly, của cái vị nào ở bên bên Thái hoặc cũng dịch, thành ra chỉ có hai quyển đó. Chúng tôi không biết có nó có khác hay giống hay không, hay là chắc chịu chết. Thành ra cái nhưng mà cái nãy chúng tôi giải thích cho quý vị đó là dựa theo cái quyển chú giải của Abhidhammattha-vipha-ni, tức là của Thắng Pháp Thập Yếu Luận. Còn cái này thì nếu mà vị nào muốn cho rõ hỏi cái phần đó như thế nào thì ngày thứ bảy thường ngày tại xe mà giảng ở trên room ở Cú Kinh đó, thì hỏi ngày để coi. Cái quyển của sư cô Trí Hải thì chúng tôi chưa đọc. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bích Thay giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con kính tri ân ngài đã giải thích ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia tiếp tục đọc câu hỏi ha, đặt câu hỏi ạ. Dạ con có một câu hỏi. Dạ kính con để con coi có ai. Dạ con có một câu hỏi của một vị bạn đạo. Kính thưa ngài, khi hành giả thấy lời thì thầm khởi lên thì nó tự động biến mất
Vậy lúc đó hành giả cần hiểu như thế nào? Để có sự lợi lạc, cần niệm như thế nào? Để có được sự lợi ích và có được sự tiến triển về trí tuệ. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. Hỏi những cái câu mà chúng tôi không biết đường trả lời, thật sự thì nghe thì thầm ăn thua gì tới mình đâu, hay là cái như nào nào tôi xin hỏi vậy đó, không phải biết đường trả lời đó, không phải cái gì từ có gốc có ngọn đàng hoàng chứ còn trời đời đất ơi, thôi hỏi chuyện đó chúng tôi chịu thua. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Và sau đây con thấy câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp, và con xin đọc câu hỏi ạ. Kính thưa sư, tâm động lực trong lộ tục sinh luôn luôn phải là tâm tham thọ hỷ, cho dù đó là sự đản sanh, cho dù đó là sự đản sanh của vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp cuối, và tâm tham là bất thiện. Vậy ở đây phải hiểu như thế nào? Kính xin sư chỉ dạy. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng sanh nào cũng vậy, khi là còn là phàm phu, phàm nhân đó. Nghĩa là trong cái giây phút hấp hối mình nói mình không có có sẽ chết, nhưng mà mình nói cái đó là theo cái thực tính pháp thì nó không có chính xác. Thành ra khi mà cái lỗ đầu tiên mà phát sanh đó là chúng sanh nghe hoàn hỷ với kiếp sống mới liền, chứ không có người nào hoàn hỷ kiếp sống mới, dù là Bồ Tát chánh đẳng như giác, nên nhớ Bồ Tát chánh đẳng giác vẫn còn là thường phạm nhân như thường ha. Chứ còn mình nói gì cũng được hết á, như mấy cái mười bảy sát na đầu tiên đó là nó phát sanh với năng lực công nghiệp, chứ không phải là phát sanh do ấy. Vậy là dầu rằng Bồ Tát chánh đẳng giác có trí nhớ trong lúc tục sinh đi nữa, mà mình nói theo cái ấy thì những cái pháp quan khá của ngài vậy đó, nhưng mà khi mà xuống cái động lực đó thì nó phải nói là nó, quý vị cứ nghĩ đi, 5 tới 7 cái tâm động tốc nó nhanh lắm, mình đâu quấy được cái đó. Thì thật sự hỏi chúng tôi tại sao chúng tôi cũng không biết làm sao, sẽ là bởi vì nó quá nhanh quá gì đó. Nhưng mà chúng tôi chỉ thấy chú giải rất sơ khởi cái đó là do chúng sanh nào cũng vậy đó, sau cái thời gian mà quằn quại của cái những cái lộ cận tử rồi này kia sùng quan hỷ với cái kiếp sống mới liền, quan hỷ có mấy sanh na thôi, thường thường đó là 5 sát na thôi. Có mấy chỗ nói là nếu mà ở cái cõi sắc giới thì còn có đủ 7, chứ còn ở dưới không đủ. Nhưng mà đa số nói 5 sát na. 5 sát na mình giờ đâu để mình giải thích. Nó thật sự là không phải dễ hiểu mà dễ giải thích đâu. Chỉ biết là chú giải thích nó là quan hỷ với kiếp sống mới mà thôi. Đó, chỉ có nói văn tắc thì chúng tôi cũng xin lặp lại lời chú giải văn tắc thì thôi, chứ mấy cái đó chịu. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, con kính tri ân sư và kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ con kính mời đạo tràng cầm mic lên hỏi với ngài ạ. À. Tại vì nãy giờ con có một mình con, giọng của con thôi ạ. À. Dạ mình, dạ con kính mời mọi người có thể lên cầm mic hỏi trực tiếp với ngài. Dạ hay là có thể các mọi người chỉ thích chat thôi. Dạ con thấy thêm một câu hỏi của đạo hữu tu học. Kính thưa sư, có phải chư phạm thiên sắc giới và vô sắc giới sau khi mệnh chung, nếu tái sanh vào cõi dục thì thấp nhất cũng là cõi người và là người tam nhân, chứ không bị rớt xuống 4 cõi khổ? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, chắc chắn là không có đi bốn quả khổ à, xuống tới cõi dục này thôi, nhưng mà phạm thiên vô sắc thì có thể là người tam nhân chắc chắn, nhưng mà phạm thiên sắc giới ở cái cõi cõi thấp hoặc là phạm thiên vô tưởng á, thì không có gì bảo đảm cô là người tam nhân á. Nhưng mà cái này thì cũng chỉ là chú giải đoán hay là giải thích theo cái kiểu của họ thôi, chứ chúng tôi không có rõ là có thể là người nhị nhân. Ừ. Đó. Bởi vì còn cái phạm thiên mở cõi cao hoặc là vô sắc giới thì cái năng lực mà để sanh lên đó, đó nghĩa là cái thiền nó mạnh dữ lắm chứ nó không có ấy. Còn cái những cái người như mà cõi vô tưởng hoặc là cõi cõi thiên mà thấp đó, là tại sao nhiều khi cái người đó hành mới hành đắc cái là rồi cái tới cái lộ cần thử nó sanh lên đó là cái năng lực của thiền đó, nó không có được mạnh giống như mấy cái gì ở cái cõi cao. Nó ra, thế, giải thích gì vậy, nhưng mà chúng tôi không, mình cũng chịu chết với chị hỏi thì cái cõi này chúng tôi ở kiếp trên đó kiếp nào không biết, kiếp này và kiếp rồi kiếp này không có ở đâu, hỏi mấy cái này thôi chứ chịu chết. Nam mô Bố Thầy, dạ. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ con kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của đạo hữu tu học. Dạ sau đây con thấy bàn tay của Xích Hà. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ Nam mô Bố Thầy, dạ. Nam mô Tham Mà, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, cái câu hỏi của tu học Phật pháp đó thưa ngài. Nếu nói về vấn đề của phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, con nhớ con có đọc trong kinh, thưa ngài nói cái vị A Xí Tá là một vị đạo sĩ mà coi tướng và đoán cho Đức Phật, khi mà Đức Phật đản sanh nó nói là ngài sẽ thành vị Phật cách đẳng chánh giác. Nhưng mà trong kinh có nói là ông đắc được phi tưởng sẽ lên ở cõi vô sắc giới rất một thời gian rất lâu, rồi trong việc khi khi mà hết tuổi thọ thì xuống tái sanh cõi người hay cõi trời con không nhớ, nhưng mà sau cái kiếp đó lại tái sanh thành một cái con chồn. Thì con có thắc mắc, con không hiểu tại sao một cái vị chứng đắc cái thiền định mà ở cái cõi phi tưởng phi phi tưởng là cái năng lực thiền định của họ tu tập cũng phải là dễ sợ lắm, mà tại sao cái kiếp thứ nhì lại là do cái gì thưa ngài, mà tại sao họ lại, sao cái vị đó trong kinh nói là sẽ bị đọa thành một cái con chồn, thì con không, con có cái thắc mắc là không hiểu tại sao vậy. Con kính tri ân ngài giảng dạy cho con rõ thêm phần này. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, ngay cả chúng ta cũng vậy chứ, đừng ai đó, nếu là phàm nhân đó, kiếp này có đắc thiền để cỡ đó đi nữa, nhưng mà nó nhớ trong tiền kiếp của mình, trong quá khứ mình mà có hàng ngàn a tăng kỳ kiếp khác làm ác, nhớ chuyện đó. Thành ra cái năng lực mà mình hành đắc thiền kiếp này nó cho mình lên tới cảnh cao nhất đi nữa, nhưng mà khi mình rớt xuống đó, nếu mà mình không làm thiện đó, bởi vì cái pháp ác mình vẫn còn, cái tà kiến mình vẫn còn, nó nhớ vậy đó. Thành ra cái kiếp mà kế cái kiếp mà phạm thiên của mình sanh xuống làm người nhà này đó, mà mình không chịu tạo thiền pháp, hoặc là ở những cái xứ mà gọi là biên địa, hoặc là ở những cái nơi mà không có giáo lý Đức Phật đó, thì mình vẫn làm ác tiếp tục như thường. Mà sanh xuống mà làm ác thì chắc chắn là kiếp sau là đi theo trở về ngôi nhà cũ trở lại chứ đâu có vợ, thấy không? Thành ra cái nguy hiểm của mình là mình không có học đầy đủ, rồi khi mà ở trong những cái cõi đó mình dễ vui theo người ta đó. Ví dụ như bây giờ đừng nói về kiếp sau, mình lỡ mình sanh vào biên địa thế thôi, mình có mình chịu có học cõi giáo pháp không, có chịu lặn lội như những người có phước. Quý vị nên nhớ khi mình tạo phước báo đầy đủ rồi đó, thì mình đi lặn lội, mình đi tìm giáo pháp Đức Phật. Ví dụ như một số người ở bên Âu Châu, bên Mỹ Châu nè,
Tại sao người ta không có vô mấy chùa Việt Nam hay mấy chùa Tàu hay mấy chùa ở đây mà người ta phải lặn lội qua Miến Điện lặn lội ấy, bởi cái phước cũ người ta còn, người ta mới lặn lội qua để tìm ngài A Chân Sa, người qua tìm mấy ngài như ngày Sư Minh hay là ngày Mô Gốc rồi này kia để học hỏi giáo pháp thì người ta còn có tương lai đó. Còn mình đâu có đâu, mình cũng đi Thái vậy nhưng mà tới cái chỗ sử dụng tam giác vàng á để làm gì đó, em biết liền gì đâu, thì làm sao mà không sanh làm cho những cái chúng ta sanh tào lao kia được. Cái chuyện bình thường, chuyện mà sanh lợi rồi cái làm bậy làm bạ rồi đi bốn đường đạo, không có làm chuyện ấy, nghĩa là mình chắc chắn là cái vụ mình trở sanh, thí dụ như mấy cái gì đó sanh lợi cái kiếp đầu tiên ở cõi người này đi, có thể không làm ác tại vì cái những cái năng lực của cái thiện pháp trên đó nó còn, nhưng họ sanh lại kiếp thứ hai chắc gì họ không giết cha giết mẹ, thấy không? Quý vị nên nhớ đó, mình ngồi đây đó mình đừng có tưởng là mình ngon, tất cả chúng ta còn ngồi đây đó trong quá khứ chưa, nghĩa là không có việc ác nào mà không làm cả, nói cho quý vị biết đó. Nó không có việc ác nào mà mình chưa làm cả trong cái quá khứ của mình đó, trong quá khứ nghĩa là không biết bao nhiêu ngàn a tăng kỳ kiếp đó, không có việc ác nào mà không làm đó, thành ra bây giờ nên hiểu rằng đã đủ rồi đừng làm nữa nha. Đó, từng từng làm ngỗ nghịch đã tội, từng giết cha giết mẹ, từng kiếm chuyện với Đức Phật nào trong quá khứ không chừng làm hết rồi đó, nhưng mà việc thiện á, có một việc thiện chưa chịu làm đó mà không không nghĩ để làm việc thiện đó là gì, là tâm sơ đạo. Bởi vì quý vị làm được cái việc thiện đó là quý đời quý vị khỏe rồi đó, việc thiện đó chưa làm mà chưa chắc kiếm này là có thể làm được dù là gặp được giáo pháp Đức Phật đó. Nhưng mà không tu nháp không thì làm sao mà có thể làm gì được, nhưng mà luôn luôn suy nghĩ là tất cả việc ác ta đã làm hết rồi, đủ rồi đó, nhớ chuyện đó đừng có làm nữa đó. Chúng ta ai dám vô ngực nó tôi chưa từng làm ngũ nghịch đại tội không, làm rồi hết rồi đó chứ đừng có nói vậy đó. Nhưng mà việc thiện có việc đó mà không chịu làm mà giờ là làm ác thì còn vẫn muốn tiếp tục làm tiếp nữa, thôi chứ còn muốn gì nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của huynh Quang nhưng mà dạ mời mời huynh Quang ạ. À. Dạ con nghe ngài giảng rất là hay nhưng con để con mời huynh Quang trước ạ. À. Dạ con Quang, con kính chào, con xin đảnh lễ chư đại đức tăng, con xin kính chào các cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa bạch sư, cho con hỏi là con có nghe một vài vị sư có thuyết về ý giới và ý thức giới, con không hiểu sự khác nhau giữa hai cái này đó thưa bạch sư. Dạ xin sư hoan hỷ giải nghĩa dùm cho con. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Chữ giới đây là bản chất chứ không phải là giới, đây không có nghĩa là giới giống như mình giữ, thì người ta chia cái tâm mình đó là như vậy đó nha. Trong cái giới này là 18 giới, có 18 loại thì người ta chia từ nhãn giới nhĩ giới về nữa đó, chia đầy đủ ra. Mà khi chia vậy đó thì tại sao mà cái tâm nó có tới bảy bảy loại giới khác nhau là vậy đó, tức là ba cái tâm gì là ý giới, tức là hai tâm mà mở cái gì đó chặt khu quy nha ná gì, không phải à, đúng rồi, mano quy nha ná chặt khu quy nha ná đó, thì đó là những cái mà nó người ta chia ra để mình thấy nó có bảy loại giới, thành ra nó có cái ý giới ha. Ý giới rồi ý thức giới, tức là những cái tâm còn lại,
ngoài trừ 10 cái ngũ tương thức thì nó cũng là giới, 10 cái loại giới khác nhau, là đó là những cái mà người ta chia thì vậy thôi, chứ còn để nói là cái nhiệm vụ của nó thôi, chứ còn thành ra mình nên hiểu cái chuyện đó, chứ còn nếu mà mình không không có không hiểu thì tới chừng mình phân ra mình cũng biết được đâu mà phân. Có nhiều cái nó thật sự ra tên thì chúng tôi nhớ, nhưng mà khi nhiều khi tìm cái mấy cái chi pháp nó tìm không có ra, tại vì nó trong cái thân pháp chương 7 thân pháp tập luận chia rất nhiều cái, rất là nhiều chứ không ít. Thành ra cái ngũ uẩn rồi tới ngũ uẩn một, rồi tới 12 xứ, 18 giới, nó thì nó mới chia ra vậy đó, mỗi cái nó có cái những cái điều kiện của nó hết chứ không phải là không. Thành ra để coi, để chúng tôi coi coi nó nằm trong cái chương 7. Nằm trong cái chương 7 thì ba cái tâm đó gọi là ý giới, còn những cái tâm còn lại thì nó gọi là ý thức giới. Giới là nó nhiều hơn, nhưng mà chúng tôi tìm cái chữ Pali cho nó kỹ chút, chứ còn không à, không à, nói thật là mệt nữa. Sách chúng tôi là không, sách tiếng Việt không có, anh là muốn tìm mỗi lần tìm gì nó không có khăn, anh ra chúng tôi không có cái sách tiếng Việt quý vị, tại vì chúng tôi học Phật pháp là chúng tôi vô là chúng tôi học bằng tiếng Thái, để có những cái Pali không mà nhiều khi tìm tìm cũng không có ra, tìm không có ra. Thôi để vài chút một chút nữa cho nếu tìm ra chúng tôi sẽ đọc cho. Ba cái giới đó là khá ngủ mồm với hai mấy cái lần đó, để tìm cho các anh, để chờ chút nha. Nam mô Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? À, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Nhật Quỳnh thấy. Rồi mình dụ rù nên Nhật Quỳnh chạy tới. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, thấy cái tu học Phật Pháp chát lên. Dạ, đây là câu hỏi hay câu trả lời ở trong đạo tràng gì tu học Phật Pháp. Dạ, Nhật Quỳnh mới tới đạo tràng, à, mới tới rung nên Nhật Quỳnh không biết. Nhà tìm sách hả? Dạ. Nhà thấy vậy, vậy bây giờ trong khi chờ đợi ngài tìm sách thì mình phải làm gì đây Nguyên Trang? Ngài nói sao Nguyên Trang ơi? Ngài kêu mình cầm mic hay là chờ ngài cầm mic? Dạ con kính nhân mic đến ngài ạ. À. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa chư quý vị. Thì chữ giới đây là chữ tha tụ, nó có 18 loại ha. Thứ nhất là nhãn giới, thứ nhì số tạ tức là nhĩ giới, kha ná chiêu hả ru bạ sạch thá khanh tha rá xả phột thập phá chặt khẩu quy nha ná, rồi tới cái mano tha tụ tức là nhãn giới, nó có ba tâm. Ba cái tâm này gọi là mà mano tha tụ tức là ý giới, ba cái tâm tức là bành chạ đô quách cha ná tức là ngũ môn hướng tâm, và sẵn bà tịch cha ná hai tâm nữa, hai tâm tiếp thâu đó
tức là ý giới. Còn ý thức giới thì nó có tới 76 tâm tất cả. Ý thức giới nó có 76 tâm tất cả. Một là Manovijnana tha tụ, tức là ý môn hướng tâm. Còn lại 76 tâm ngoại trừ 10 cái thấu quý bình citta, tức là 10 cái ngũ sông thức đó, với ba cái giới, 10 ngũ sông thức, ba ý giới, trừ ba cái đó ra thì còn tâm 76 tâm cộng với Manovijnana gọi là ý thức giới đó. Manovijnana ý thức giới tức là tất cả các tâm còn lại trừ cái đó. Còn một cái nữa là pháp giới. Pháp giới đó thì nó tính là 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Thì cái này là nó chia 18 cái giới này, đó là nó chia theo thực tính pháp, chứ không phải cái chữ giới này không có nghĩa là giới mình giữ gì ông sùm đâu, không phải nha, nhớ chuyện đó. Thành ra hy vọng là cái gì hỏi đó, còn ở chỗ nào cần ấy thì là ấy là chúng tôi về giải thích. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy huynh quang. Dạ con xin tri ân sư lần nữa. Dạ kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng dạ cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể là chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ thưa ngài, con chưa thấy câu hỏi. Con xin đọc câu hỏi của một vị đạo hữu. Dạ con xin đọc ạ. Khi con được chia sẻ tùy hỷ công đức từ những người khác thì con nên khởi tâm như thế nào để đón nhận phần công đức đó ạ? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thì khởi tâm quan hệ với cái phước người ta làm rồi, mẹ mở miệng ra xả thú cho coi đâu, chỉ có nhiều đó thôi. Mà đừng có cái miệng thì xả thú, nhưng mà cái tâm cứ nghĩ cái mặt đó mà cũng biết làm phước rồi này kia, rồi mình không có nên, thấy không? mình phải tâm mình phải hướng về cái điều của người ta làm, quan nghĩ với cái điều mà ta làm, mà quan nghĩ là phải nói ra lời để xả thú đàng hoàng, chứ còn miệng thì xả thú mà cái tâm nghĩ khác thì không có nên. Chỉ cần làm bao nhiêu đó thôi, là nó nhớ là khi nào người ta làm những việc thiện người ta báo cho anh biết, người ta chia phước mình là thiệt đi thì đó, quan nghĩ với phước người ta làm. Thứ hai xả thú là một cái tài á. Dạ xả thú, xả thú. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con xin thay mặt đạo hữu kính tri ân ngài lần nữa ha. Dạ sau đây con thấy bàn tay của huynh Giang. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, sư Trí Đức, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi là như lúc nãy sư nói là mình sống ở đây thì là mình đã trong tiền kiếp có những cái nhiều cái ngỗ nghịch đại tội đó thưa sư. Thì con có cái trường hợp như thế này, nếu mà những cái người già cha mẹ mình á, mà nếu mà như mà bị bệnh hoặc là bị vô bệnh viện emergency rồi đó sư, khi mà không có còn sự tỉnh táo nữa thì thường là bác sĩ hay là bệnh viện người ta sẽ hỏi những cái người con trong gia đình hoặc là anh em ruột thịt đó, thì có những cái sự quyết định để mà kết thúc cái cuộc sống. Thì con nghĩ cái đó thì là rất là dễ bị cái ngỗ nghịch đại tội. Còn nếu mà bây giờ đó mà mình theo
cái lời khuyên của bác sĩ á, trước những cái đó mình chuẩn bị đó, mình nói là mình khuyên những người cha mẹ hay già hay là trong gia đình đó là nên có giống như là medical directive á, sư là có những cái sự quyết định trước để mình có thể tránh những cái đó, thì là nó hợp với luật, nhưng mà cái phần giới thì có phạm cái giới như thế nào không? Dạ con xin sư giảng rõ cái điểm này cho con hiểu ạ. À. Dạ con xin cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi nói nhiều lần để mình để tránh những cái việc đó cho con cháu về sau, là chính cá nhân mình phải làm trước, tức là mình ra mình làm cái giấy tờ tử trước đi. Nghĩa là trong những trường hợp đó đó là người quyết định là bác sĩ và bệnh viện, không có liên quan gì con cái tôi cả, làm trước. Đó. Thì lỡ có gì đó thì không có con cái nào có dính dáp vô. Đó. Tại thường thường là luật của Mỹ hay luật của các nước Âu Châu thì nó cũng vậy, là tại nó sợ mình kiện thưa ra nó phải có đó. Thì bây giờ mình làm giấy trước, hay làm giấy ra bác sĩ định làm giấy trước, là khi tôi nhận trong những trường hợp đó thì cái người quyết định rút dây rút ống gì đó không cần biết, là do bệnh viện và bác sĩ chữa tôi mà thôi, chứ còn không có liên hệ với thân nhân thân bằng quyến thuộc hay con cái rồi gì cả. Đó, làm giấy trước thì cho nó chắc ăn. À. Cái thứ hai nữa đó là mình cũng khuyên con cái của mình đó, là trong những trường hợp mình làm giấy rồi mình cho anh hay, là trong những trường hợp đó đừng có dính dấp gì cả, chờ nó làm xong nó kêu đi lấy xác thì lấy thôi, chứ đừng có vô đó rồi đứng khóc lóc đó không có được nha. Mà tập tập cho nó quen, còn sống mà nên nuôi cha nuôi mẹ để nuôi lúc còn sống, cho lúc chết đứng khóc làm gì, khóc phải cho cha mẹ đi xa không được bây giờ nha. Cái chuyện đó mình phải làm trước từ bây giờ, chứ còn không cái đó nó nhiều chuyện lắm chứ nó không phải dễ nha. Ở đây có vị sư chết lâu rồi, chết hơn năm rồi, là sư Thiện Dũng đây đó quý vị biết. Ông chỉ có ông cháu muốn ở đâu bên Úc, mà không biết trong giấy tờ để sao dính tên ông cháu đưa, mà nó khi ông ở đây ông ở một mình thì ông ở khi mà chở vô kêu cảnh sát, lúc mà ông bị chuyện chở vô kêu cảnh sát mà cảnh sát nó không làm gì hết, nó chờ nó biết phải gặp ông này nó mới cho làm gì làm. Đó, cái ông rồi tự nhiên có tên trong cái ấy của ông vậy đó, phải không? Thì chúng tôi học cái bài học của cái vị sư Dũng á, là chúng tôi để trong tất cả giấy tờ chúng tôi là không có thân nhân khỏi kêu ai đó, cho cảnh sát nó chờ tay chờ vài bữa nó thấy không có nó đốn cho chắc ăn, còn sống rồi mới lo, chứ còn chết rồi mà lo nhiều cái xác thú quắc này à. Đó, thành ra quý vị cũng nên làm vậy ra cho chắc ăn, để đừng có dính tới con cái, mà dính tới con cái nhiều khi nó thương cha thương mẹ nó này nọ rồi kia, nó một là nó không rút để mình khổ, hai là này nọ nhiều chuyện lắm. Ăn quý vị nên nên tính cái phần mình trước đi, rồi không cho con cái nó dính vô gì hết, rồi dạy con gái cũng nên dạy nó về để cho cô cháu mình có cái dính. À, Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con đã thấy đạo hữu Giang Nhất Hạ sa thú tri ân sư ạ. À. Dạ cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con thấy bàn tay của huynh chánh tâm. Dạ Nguyên Trang kính mời ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức. Con xin kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông và con xin kính chào đạo tràng. Thưa sư, con có cái thắc mắc này theo kinh nghiệm của sư đó, thì trong trong cái tám tâm tham với hai tâm sân, thì thường thường theo kinh nghiệm của sư đó, nếu mà mình tu tập á, tham dễ bỏ hay là sân dễ bỏ, nếu mà mình tu tập con không hiểu là tham mình dễ bỏ hay là mình sân mình dễ bỏ, mà đa số kinh nghiệm của sư thì sư nghĩ mình tu tập bỏ sân trước hay bỏ tham, hay là bỏ tham dễ bỏ hay bỏ sân dễ bỏ, xin sư cho con ý kiến về vấn đề này ạ. Con xin cảm ơn sư ạ.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị, cái chuyện này thì phạm nhân chúng ta chưa kinh nghiệm, chúng ta lấy cái kinh nghiệm của bậc thánh là tốt nhất. Bậc thánh đầu tiên ngài diệt cái gì, chúng tôi nói theo thực tính pháp chứ chúng tôi không nói theo đa số người ta hay nói nha. Đầu tiên là diệt được tà kiến và hoài nghi, bậc sơ quả đó diệt tà kiến hoài nghi, hai cái thực tính pháp đó đó. Thành ra mình phải bắt chước cái vị đó, đó mình bỏ bỏ hai cái đó trước chứ bỏ khá không có được, không có đủ tư cách đâu. Rồi bậc nhị quả thì chỉ làm nhẹ một số cái nặng ký là cái râu ria của tâm sân á, tâm sở sân á, thì bậc tam quả mới diệt từ hai tâm sở sân, còn những cái còn lại thì bậc tứ thánh quả đó. Thành ra tham là bậc tứ thánh quả mới diệt, si là bậc tứ thánh quả mới có khả năng diệt. Thành ra mình nên đi theo các vị thánh đó, mình bỏ nhất là đầu tiên là nên bỏ hoài nghi với tà kiến trước đi. Đó. Muốn biết hoài nghi như thế nào thì là trong kinh điển rất nhiều bài kinh nói về hoài nghi hoặc là tà kiến đó, bài kinh Phạm Võng rồi này kia đó, thì mình tập tu hành mình tập để bỏ mấy cái đó trước, còn mấy cái khác thì từ từ khi mà mình có cái trớn để lên nhị quả tam quả thì những cái khác là mình với ấy thôi. Cái tâm tham là dựa theo cái sự tiêu diệt phiền não của bậc thánh, mình thấy cái tâm tham nó rất là khó chứ không phải dễ, với tứ thánh đạo mới diệt được. Đó là nên mình lựa những cái nào mà mấy vị thánh thấp làm được thì mình ráng mình tập, ít nhất là mình chưa diệt được nó, nhưng mình cũng làm cho nó mất nhẹ nhẹ, nhẹ chút, tức là bớt bớt cái lô chút. Chứ còn nếu bây giờ mình cái tưởng ngôi sân nó hại nhiều, tham nó hại quá là mình diệt nó trước, bỏ trước, mình làm như là mình giỏi hơn mấy bậc thánh là không có nên. Đó, theo chúng tôi là như vậy. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, con kính tri ân sư. Và con có một câu hỏi nữa, con muốn hỏi sư là nhiều việc đa số chúng sinh hay là tất cả dòng họ hay bạn bè hay là các kinh nghiệm của mọi người mình làm nhiều cái 90 việc tốt mà mình làm chỉ có một việc sai thôi, thì người ta không có nhớ việc tốt của mình mà người ta chỉ nhớ cái việc sai của mình. Lý do tại sao vậy? Con không hiểu ra. Mình làm gì tí như mình cúng dường, mình làm everything cho người ta tốt và đa số vậy á. Nhưng mà khi mà một việc mình làm sai một cái đó, họ không nghĩ việc tốt mà họ chỉ nghĩ cái việc sai của mình. Con không hiểu tại sao lý do như thế. Xin sư giải thích cho con cái điều đó. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Lý do gì hiểu là chúng sanh còn phiền não. Ngay cả mình cũng vậy đó, mình làm bằng ngày mình làm thường 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 làm những cái việc mà xã hội khen rồi nhiều kem sùm đó, nhưng mà mình ít khi nằm để ý tới lắm. Mình nhớ gì đó. Mình làm xong rồi bỏ, nghe qua rồi bỏ. Nhưng mà mình làm cái việc gì tới cái người nào mà xúc phạm tới ai đó thì mình hối hận nhiều hơn, phải không? Thì cái này cũng vậy đó. Khi người ta thấy cái gì, cái ví dụ trong cái xã hội nó bình thường, người ta thích là bố thí thích trì giới, thì chuyện bố thí trì giới là chuyện bình thường. Nó chuyện ra mà chống nạnh mà chỉ chỏ chửi người này chửi người nọ là cái chuyện ít thấy, nhưng mà khi mà mình thấy rồi thì cái tâm mình nó dính mắc nhiều hơn, bởi vì đó là bản chất của phiền não mà. Mình nhớ phiền não, bản chất phiền não là vậy đó, đúng không? Với cái thứ hai nữa đó, là cái tâm mình nó là nó thuộc loại là tâm xấu nó nhiều. Chúng tôi nói là nhiều khi quý vị không tin, quý vị nghĩ từ sáng tới chiều đó tham sân si nó phát sinh nhiều, hay là xà niệm tệ tinh nó phát sinh nhiều đó. Cái nhìn cái nghĩ vậy là biết rồi đó. Mình hằng ngày cái tâm xấu mình nó nhiều hơn đó. Mà khi cái tâm xấu nhiều hơn thì cái tâm xấu nó phải tìm cái việc xấu để nó suy nghĩ nha, làm sao mà nó tìm việc tốt được. Đó. Từ sáng tới chiều mình nghe nó, thành ra mình làm hàng ngày mình làm việc xấu nhiều hơn làm việc tốt trong mọi trường hợp. Quý vị không tin chúng tôi đó, quý vị để vậy, quý vị đi ngang chùa nghe tiếng ông sư cũng thuyết thuyết này kêu chùa, quý vị tỉnh bơ đi tiếp. Quý vị đi ngang chợ thấy hai cô đứng tay chống tay khuỳnh chỉ chỏ chửi qua chửi lại sùm,
Quý vị đứng nghe một cách say mê. Cái này bảo đảm cho nói tiếng nào. Nghe một cách say mê. Xong rồi về, về gặp người quen ở hàng xóm, kể lại cho người quen nghe, hay hơn hai câu kia chửi nhau nữa. Đó. Quý vị cứ nghĩ vậy thì quý vị biết liền là chứ không nói thế nào đó. Thấy không? Đó, đó lý do là con người mình nói xấu nhiều, cái tư tưởng mình nghiêng về việc xấu nhiều. Thành ra khi mà ra ngoài vậy, chúng sanh là nó tương tự nhau những cái điểm xấu đó. Thành ra khi mình làm cái gì mà ấy là nó ghim, nó đi ra ngoài, nó nói tới nó luôn. Nhưng mà mình làm gì mà hay là nó nín khe, ngoại trừ mình là bạn thân, bạn bè thân thuộc rồi này kia, nó khoe giùm mình chút chút, chứ còn không thường là nó không làm, nhớ gì nữa, không có làm đâu. Nhưng mà mình làm thử xấu cái hằng ngày quý vị nhìn lên báo biết á, chuyện gì xấu của mấy ông mà nổi tiếng chút là nó đem báo nó quánh tá lả luôn, còn ổng làm gì hay không bao giờ nó nói, bởi vì cái đó là bản chất của chúng sanh mà. Ừ. Chứ đâu đâu có phải là cái chuyện xa lạ gì đâu quý vị. Thành ra mình nên tập đi ngược lại những cái đó để cho đời mình nó khá hơn. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính tri ân sư trả lời. Nhưng mà sẵn sư nói là tại vì chúng sanh bất thiện nhiều, vậy con hỏi sư là có pháp loại trừ ô nhiễm chứ không làm phát sinh ô nhiễm không sư? Xin sư hướng dẫn về cái pháp đó cho con ạ. Xin cảm ơn sư. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên bây giờ cũng vậy, chính mình cũng làm mình ô nhiễm chứ làm sao mình rải trời trời ta người khác được. Đó. Thành ra cái chuyện mình nên làm là chuyện gì? Chúng tôi nói nhiều lần, suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi suy nghĩ. Tại sao phải suy nghĩ trước khi nói? Lời nói mà mình chưa nói, mình là chủ nhân cái lời nói đó. Lời nói mình nói ra rồi, mình là nô lệ lời nói đó liền. Thành ra xưa nay đó, giờ người Việt mình hay nói ngược. Nói ngược rồi nói sao? Nói chúng sanh là chủ nhân cái nghiệp của mình. Không phải. Cái vì cái gì chưa làm này mình là chủ nhân của nó. Nhưng mình làm rồi mình là nô lệ của nó liền. Mình đã đối với cái nghiệp á. Mình là nô lệ của cái nghiệp mình đã làm. Nên đó lý do tại sao trước khi nói, trước khi làm, trước khi suy nghĩ phải suy nghĩ là vậy đó. Để dẹp bớt cái tận xấu của mình ra. Điều nào nên nói, điều nào không nên nói. Điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Điều nào nên suy nghĩ và điều nào không nên suy nghĩ. Mình phải nắm cho vững cái đó. Để mình tránh được những cái pháp ác mà nó lân la để nó du khị mình. Đó. Nhưng mà khi nó du khị được mình rồi rồi, thôi là mình là nô lệ của nó. Thành ra cứ tập về đi. Trước khi nói, trước khi làm gì phải nên suy nghĩ đi, có nên nói hay không. Trước khi làm gì đó, suy nghĩ có nên làm hay không. Mà một cái câu mình là mình nên nhớ là khi làm rồi thì mình là nô lệ của cái lời đó chứ không còn chủ nhân đó nữa. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ân sư và con xin nhường mic lại cho MC ạ. Con xin cảm ơn sư. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng, con thấy thời gian không còn nhiều nữa ạ, chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Quý cô chú có thể là giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi cho ngài ạ. Dạ, con kính mời. Dạ, sa thú bàn tay của Huynh Thánh Pháp và Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ, Nam mô Bố Thầy, Nam mô Thầm Mạy, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính lễ ngài Chư Đức, ngài Lão Tông, Chư Tôn Đức Tăng cùng quý bạn của thượng nữ cùng nữ đạo tràng.
Dạ thưa sư, để tiếp câu hỏi mà cô Nhật Quỳnh hồi nãy hỏi về ngũ sống thức đấy sư. Thì cách đây không lâu có một người bạn có hỏi về cái sự khác biệt và giống nhau của tâm và thức đấy sư. Tại vì chẳng hạn trong ngũ sống thức nó là tâm nhận thức biết cảnh xấu, tâm nhận thức biết cái cảnh tốt đấy sư. Như vậy thì tâm được hiểu như thế nào và thức được hiểu như thế nào trong những cái câu ở trong bát thiền như thế này thưa sư, sư giảng dùm cho tụi con cái này. Dạ, mô Phật các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự tâm hay thức thì nó là một chuyện hết á, nhưng mà tại vì mình hay nói tránh nói qua nói lại, những cái điều gì mà xấu là nó khi nào cái việc mình nhìn thì nó không có xấu gì đó. Cảnh xấu cũng có, cảnh đẹp cũng có. Khi mà vô mắt mình đó, đẹp xấu cái chuyện đó nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái gì nó xảy ra trong người của mình, trong cái não của mình đó. Thí dụ tướng của Đức Phật cái 32 tướng tốt của ngài, 80 tướng phụ ngài, đi tướng ngài rất là đẹp đẽ. Nhưng mà Bà La Môn nó thấy là nó nổi sân liền. Thấy không? Thì mình cũng nằm trong trường hợp đó, chứ không phải là mình khác nó cái gì cả. Đó. Mình vẫn nằm trong trường hợp mà thường. Nhiều khi cái đối tượng đó, nó không có xấu, nhưng mà mình có mặc cảm cái gì đó nó lôi vô thì mình thấy cái đối tượng đó nó tào lao. Thì nó đừng có bị quan niệm cái gì xấu đẹp đó, bởi cái xấu đẹp là do cái điều kiện của bên ngoài. Nhưng mà cái điều kiện mà để giúp cho mình đó, tốt đó, là điều kiện bên trong. Tức là cái tâm mình luôn luôn giữ nhiều thiện pháp. Khi mình suy nghĩ, mỗi suy nghĩ điều thiện, mình khi mình muốn làm gì cũng làm điều thiện, khi mình nói cũng nên nói những cái điều thiện liên quan tới các tâm thiện. Thì mình không có gì xấu tốt cả. Mình cứ giữ cái thiện đó đi. Mà mình làm không được, nên mình cứ xui theo chiều gió, mình thấy người ta chê, thứ nhất là bởi vì thấy những hộp quảng cáo đó. Nó quảng cáo đã tốt, nó đồn lên là sớm nhà đi mua về biết là xấu. Hay nó mà đừng để cái tâm mình cuốn theo chiều gió kiểu đó mệt. Khi nào mà có những trường hợp xảy ra mình quán xét nên cần hay là không cần. Cần cỡ nào. Đó. Chứ cứ thấy sale thì mua về để nó vài bữa đi bán ra sale. Nó không có lỡ gì giờ tốn tiền nữa. Phải không cô sư ạ? Thích mua đi ra sao để nó vài bữa nó bán rẻ. Chúng sanh cứ bê vô mấy cái đó. Chuyện rất bình thường thôi, mà tại vì mình không có để ý, mình để ý để mà sửa chữa những cái lỗi làm nhặt nhặt đó. Thì con người mình nó mới khá hơn được. Thành ra Đức Phật dạy gì là nghe coi nội trong coi 38 pháp an lành đó. Và 8 pháp bằng lành của Đức Phật dạy đó. Mà nếu mình coi, mình hiểu rồi, mình thực tập trong đời sống hàng ngày thì người mình nó vui vẻ lắm. Sống rất là an vui. Này mình không có học cái đó, mình học theo cái kiểu của quảng cáo. Bởi vì quảng cáo là một cái môn tâm lý học mà. Thành ra bỏ bao nhiêu tiền ra để làm chuyện tào lao. Ngay cái vô rung vậy nó quý vị để ý rồi, mấy cái rung mà Phật Pháp đó, không có nhiều đó. Mà vô mấy cái rung mà chữ lộn thôi chứ đồng. Thì mình nên tập để mình tránh xa những cái gì điều kiện đó, để cho con người mình nó theo một cái chiều hướng nó khá hơn. Chứ còn nếu không thì mình lây những cái bệnh đó. Mà những cái bệnh mà thuộc về và thập ác đó là lây mình nhanh lắm. Lây rất là nhanh. Quý vị không tin chúng tôi đó, là quý vị cái như hàng ngày quý vị vô nghe ngài trưởng lão Trí Đức ngài dạy kinh Pháp Cú đó, quý vị thấy không? Quý vị đâu có nhớ đâu thuộc. Nhưng quý vị nghe ai mà nói tầm bậy mà tầm bạ mấy câu hay hay là quý vị nhớ nhanh không? Đó.
Tại sao cái chuyện tốt mình không 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 tập để nhớ mà cái chuyện xấu mình tập để nhớ lại sao? Cái gì cứ để cái đó là biết hay biết biết con người mình nó trắng hay đen, cái người mình nó xấu hay tốt. Đó. Thì khi mình để mấy cái đó là mình phải tự tập để mình sửa chữa cái con người mình. À, sửa chữa. Sửa lần lần lần. Để cho những khi mỗi lần mình muốn suy nghĩ là muốn nói gì mà phải nói ra cái điều thiện trước. Thì nó mới tốt được. Chứ mình không thấy những cái khuyết điểm của mình thì mình không thể sửa chữa mình được. Mà khi không sửa chữa mình thì mình đi từ cao đi xuống thấp mà thôi. Thì nó đi từ cao xuống thấp mà gọi theo danh từ mới giờ gọi là chuyển bại thành sụi đó. Cái đó nó không có nên. Không có nên. Đó. Thành ra ngay cái vô room này đó, ngày nào muốn vô room nên chuẩn bị những cái gì mà mình cần muốn được thông suốt rồi để kêu ông chồng nó có thể hỏi chúng tôi bí, chúng tôi sẽ tìm người trả lời cho quý vị, quý vị đừng có lo, đừng đừng sợ chúng tôi bí. Rồi, chúng tôi không có giỏi nhưng mà chúng tôi bí là nhờ người khác ta giải thích cho, đừng có lo. Là cho quý vị được có được cái sự hiểu biết để quý vị hành theo pháp Đức Phật nó vẫn tốt hơn là vô ngồi nghe xong rồi về nhà hỏi gì cũng ai hỏi gì cũng biết được đâu. Đấy, vô nghe thầy đậu đủ không hiểu vậy đó, như không à, thành ra là những điều nói cho quý vị nghe chứ còn ở đời thì người mình sống ở đời thì chắc chắn là những cái điều mà không có bất bình, những cái đường đi không bằng phẳng mà mình cứ dính vô hoài mà mình cũng khó có điều kiện để mình thay đổi thì đó là cái phước của mình ít quá. Tập để cho nó nhiều lên chút. Nam mô Bích Tha Giá, kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư kính sinh nam một sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng tất cả phước báo nào phát sanh trong pháp thoại ngày hôm nay xin hay là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả có cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rất Thánh Tà Giá Xà. Quý vị hồi hướng phước báo rồi nhờ sư Pháp Trang, nhờ hiền giả Pháp Trang tụng kinh dùng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, theo như Ngài Lai Liễu Tông, con thấy Đại Đức Pháp Trang xuất hiện rồi. Dạ, xa thú con kính tri ân Ngài. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung kính Đại Đức Pháp Trang sau khi chúng con sám hối, xin sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo ạ. Uất tam ang ghe na quan đề hằng ba đà phật sum qua ruột tam ang buột thể do kha li tổ đô sơ buột thô kham mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam mạng ghê na quan đề hằng thẩm anh cho được vi thẳng qua răng thẩm mê vô kha li tô đổ sâu thẩm mô kham mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kinh cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cho được vị thoát tam ăn sẵn khê vô kha li tô đô sâu sẵn khô kham mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kinh cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con.
Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con toàn đủ phước báo. Con kính dâng mít đánh sư ạ. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trên đạo tràng và thành chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử, để cho toàn thể đạo tràng chư Phật tử để trọn vẹn phước báo. Chúng con xin thay mặt Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Nam mô Phật Thầy Giác. Duka pata chane duka phaya pata chane phaya soka pata chane soka hantu sape pipanino eta vata cha amhe he sampatang ponya sampadang sape deva numodan dusa pasampate siete jadanang dadan dusa taja silang rakan dusa padam Pavana virata hantara chanto devata rata sape potta palapa cha pache kanan cha jampalang Arahanta nan cha te che narakan panta me sa pa so nguyện cầu vi đấng Phật bảo hoa nguyện cầu vi đấng Pháp bảo nguyện cầu vi đơn tăng bảo hoa sinh tam bảo gia hộ hoa ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thấy điều mau tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trị giới hạnh, biết lạc chú trong thiền, chư thiên đã vân tập, sinh tỳ hỷ phước lành. Được các tường như ý, rồi phản hồi thiện sư, chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trị vị đức, cầu phúc lành phán sanh tê, atalatha sukita rulaha potasasane arora sukita ho hi sahasapeng. Hệ nhà tê phê cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm hoa trong đường phận đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thải siết tây gia chân na ra tha siết tham ma tu siết tham ma tu siết tham ma tu y đăng pha lăng y tát miên Ratanata Yasmin Sambasa Dana Che Ta So. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Yaha ni tha phụ ta ni samagata ni phùm ma ni quả gia ni quả an ta lịch khê ta thả gà tăng đê và ma nô sư bổ chê tăng bùa thăng nam a sa na sư quá tiêu hô tu gia ni tha phụ ta ni samagata ni phùm ma ni quả gia ni quả an ta lịch khê ta thả gà tăng đê và ma nô sư bổ chê tăng thẩm măng nam a sa na sư quá tiêu hô tu giả ni thập phụ ta ni sa ma các ta ni phụng ma ni quả gia ni quả an ta lịch khê ta thả ga tăng đê và ma nua sư bù chỉ tăng sanh khăn nam ma sa na su quát thì hô tục hạng phu ta nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu ta nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu,
Hoa khang phu tá nào là chữ thiên hư trên hư không, mà đến hồi hợp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên hư trên địa cầu, hoa khang phu tá nào là chữ thiên hư trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Chữ thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ở hầu vô sanh. Nam mô Bụt Ha Dạ. Chúng con hành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong đôn Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong đôn Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ban ác sát bát cha vô hồ tu, ý đăng quân nhân ni ban ác sát bát cha vô hồ tu, ý đăng quân nhân ni ban ác sát bát cha vô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tâm, quý ngài đã quan tâm vào đêm chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào room theo giờ thường lệ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ room có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho room Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp, nhất là quý vị đã đặt những câu hỏi và làm thị giả cho ngài để đạo tràng Phật giáo Nam truyền rất là ổn định và rất là tốt đẹp. Một lần nữa Nhật Quỳnh thành kính tri ân tất cả những câu hỏi và những bàn tay, cũng như cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng xin chia cái phước này, thấy cô Phúc Hạnh đang có trước máy. Dạ, Nhật Quỳnh xin chia cái phước phục vụ đạo tràng ngày hôm nay đến với cô Phúc Hạnh. Mong rằng phước này tạo duyên cho cô được giảm bệnh khinh nan, dạ, sớm khỏe lại để trở về chùa Phước Quang phục vụ cho Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Bụt Ha Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được xuống mic. Dạ, để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh và sau đó chúng con xin phép được khép cửa rừng. Nam Mô Bụt Ha Dạ. Chúng chào tạm biệt đạo tràng.